chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện cái gì tiện nghi kia không liên quan người ngoài. Nói thật dễ nghe mang nhà mình thu thập dược liệu, kỳ thật đầu to còn không phải nàng lấy, nhà mình có thể phân nhiều ít. Nói nữa, cho dù là phân một văn tiền, cũng không đến nàng diêu mỹ trong tay, nàng làm gì cho bọn hắn đưa bánh chưng. Đưa cái rắm. Trịnh thị vừa đi, hứa chiếu dung nhẹ nhàng thở ra. Vội xoay người tiến phòng ngủ. Ách, cái này, vĩ quốc cố công tử lạp, ta cũng là sợ người hiểu lầm, hỏng rồi cố công tử thanh danh liền không hảo. Không có việc gì, hứa đại phu nghĩ đến chu đáo. Ha ha, hẳn là hẳn là. Cố lân đi theo hứa chiếu dung đi ra ngoài, nói thật, vẫn là đầu một hồi có cô nương nói với hắn hỏng rồi cố công tử thanh danh liền không hảo loại này lời nói, Cố Lân có điểm không thể tưởng tượng. Làm hắn phản phất có loại thân phận rất mỗi người cảm giác. Thế cho nên hắn bước chân có điểm phiêu, còn có loại kỳ dị phản phất hắn bị ghét bỏ ảo giác. Hứa Chiếu dung trang 12 cái bánh chân tất Cố Lân mang đi. Nếu là sớm biết rằng, hôm qua nhiều mua chút thịt ba chỉ cùng xương sườn, gạo nếp, còn có thể bao càng nhiều một ít. Đáng tiếc, nguyên vật liệu thiếu Dùng hết toàn lực cũng chỉ có nhiều như vậy. Tính xuống dưới, nhà mình còn dư lại 7 cái. Nếu là hai hài tử thích, cùng lắm thì quá một trận lại bao một lần chính là. Hứa chiếu dung cũng không có quá đoan ngọ mới có thể bao bánh chân chú trọng. Tìm nhược dịp, mua gạo nếp cùng nhân, tưởng bao liền bao. Nối xương ngày còn không có định, đại khái ở 10 ngày lúc sau, ta sẽ cùng bạch đại nương bọn họ trước tiên nói. Đến lúc đó cố công tử phái người qua đi hỏi một tiếng. Cố lân gật gật đầu, lại xem nàng cười nói ta xem cũng không cần như thế phiền toái, quá mấy ngày ta lại đến một chuyến đó là. Thuận tiện nhìn xem A Tranh. Hứa Lương Tranh thật vui vẻ, hảo Nga cố đại ca, ta sẽ hảo hảo đứng tấn, chạy vòng. Hứa Chiếu Dung liền cũng cười nói, cố công tử cảm thấy như thế nào phương tiện liền như thế nào. Cố Lân gật gật đầu, sách theo nửa rổ bánh chân cùng bọn họ từ biệt. Đừng nói, bánh chân mặn còn quái ăn ngon. Trịnh Thị mang theo bánh chân trở về, toàn gia giải khai phân nếm thử Hứa Chiếu Dung tay nghề, cũng ngây ngẩn cả người. Vị mặn nhi. Thiên, có hạt dẻ cùng thịt. Thật nhiều thịt nha. Cái này là ngọt, thật nhiều táo đỏ cùng cây đậu, còn có đây là cái gì? Phấn phấn nhu nhu ăn không ra. Tiểu hứa nha đầu này a, à, thật là ăn xài phung phí, sao dùng bánh bao thịt bánh chưng? Quá lãng phí. Này táo đỏ cùng cây đậu thêm cũng quá nhiều. Ăn ngon. Bà nội, cái này bánh chưng so với chúng ta da ăn ngon. Ta cũng thích ăn cái này thịt thật hương. Tiểu lượng mưa nhỏ nhưng thích vô cùng, mùi ngon đem toàn gia đều chọc cười. Cũng không phải là thật hương. Lý Chính Tức phụ chính mình cũng nhịn không được cười nói, lúc trước liền nghe nói tiểu hứa bọn họ toàn gia nguyên bản cũng không phải tam mục thôn người, là từ nơi khác chuyển đến, xem ra thật đúng là. Ta nơi này nhưng không có bánh chân mặn, càng không bỏ được thêm thịt. Đừng nói, thật rất hương, ta sang năm cũng thử xem. Chương 81 cùng đi hái thuốc đoan ngọ hôm nay hứa chiếu dung tính toán vào núi đi tìm nửa ngày dược liệu buổi chiều lại trở về nấu cơm ăn tết đã vài thiên không đi không thể miệng ăn núi lỡ nha ngày hôm trước buổi tối nàng liền cùng lý chính gia cùng tống gia nói tốt hai nhà người cũng đều tán đồng kiếm tiền chuyện này đương nhiên là nghi sớm không nên muộn ăn tết bất quá tiếc trong nhà lại không thiếu người nấu cơm hôm nay cơm sáng sau hứa chiếu dung cười công đạo đệ đệ muội muội ngoan ngoãn ở nhà liền kêu lên lý chính gia tống gia người đi ra ngoài Lý chính gia đi chính là Kiều Bình Thản, Trịnh thị hai vợ chồng, Tống gia là Tống Bảo Sơn cùng Kiều Vân Nương. Hứa Chiếu Dung mang theo bọn họ đi vào lần trước chính mình tiến kia một mảnh sơn, nàng mơ hồ nhìn nhìn, phát hiện này một mảnh dài quá không ít đổ trọng, cẩn thận tìm một chút, hẳn là còn sẽ có. Hoàng bách cũng đã xảy ra mấy cây, không nhiều lắm. Bất quá nơi này đã có, này một mảnh hoàn cảnh đều không sai biệt lắm, huống hồ thực vật sinh sôi nảy nở gió thổi thổi hạt giống liền bay rơi xuống này một mảnh rất lớn khả năng còn có thể tìm ra không ít. Mặc dù nơi này không có, nhận thức đến nơi khác tìm cũng có thể tìm. Bình thản ca, trịnh tẩu tử, bảo sơn ca, kiều tẩu tử, các ngươi mau tới, nhà, đây là đổ trọng, chúng ta muốn chính là này đổ trọng gia. Kiều bình thản bốn người xông tới, duỗi tay sờ kia thân cây, đều bị tâm sinh vui mừng. Đây là cái kia đổ trọng A. Ha ha, tìm được rồi liền hảo. Này vỏ cây trực tiếp lột xuống dưới là được sao? Nguyên lai like vỏ cây cũng có thể làm thuốc a. Tiểu hứa tiểu hứa, cái này đổ cái gì? Đổ trọng da là trị gì bệnh a? A, à, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Nếu là không thể nói vậy quên đi. Hứa Chiếu Dung cười nhất nhất cho bọn hắn giải đáp. Đúng vậy, đây là đổ trọng. Này vỏ cây như thế nào lột là có chú trọng. Trong chốc lát ta sẽ giáo đại gia. Đổ trọng chính là thứ cốt nha. Bổ thận dơ, cường gân cốt, an thai, khớp xương đau đớn, eo đau, thai động bất an từ từ làm thuốc đều có cực hảo hiệu quả. Ta hiện tại giáo các ngươi lột vỏ cây đi. Kiều Bình thẳng bốn người vội vàng cười nói hảo, đồng thời mở to hai mắt nghe hứa chiếu dung nói. Hứa chiếu dung dạy bọn họ chính là hoàng lột pháp, như vậy lột xuống dưới đổ trọng da sẽ không tổn thương cây cối bản thân, lột bỏ vỏ cây thực mau lại sẽ một lần nữa mọc ra tới. Như thế nào tìm đúng vị trí cắt, như vậy lột da thời điểm sẽ tương đối phương tiện hoàn chỉnh, cắt chiều sâu cũng muốn nắm giữ hảo, chỉ cắt đứt nhận da, không tổn thương lõi gỗ, như vậy sẽ không gây trở ngại vỏ cây một lần nữa sinh trưởng. Cuối cùng dùng mũi đao từ các vùng ven chậm rãi nhất lên vỏ cây, một tay chậm rãi cậy, một tay kia chậm rãi xé, bảo đảm cắt bỏ vỏ cây sâu cạn như một, dài ngắn như một. Cắt rớt vỏ cây lúc sau, trên thân cây lộ ra ngà voi bạch lõi gỗ, lúc này lõi gỗ kinh không được tổn thương cùng ô nhiễm, cho nên không cần dùng tay chạm đến, càng không cần dùng mũi đao hoa đến, làm nó tự nhiên khỏi hẳn, sinh trưởng. Đã dài quá hảo, về sau còn có thể tiếp tục cắt. Hứa Chiếu Dung làm mẫu hai lần, lại từng cái tự mình thượng ngón tay điểm, bốn người thực mau liền học xong. Ngay từ đầu tuy rằng tốc độ có chút chậm, nhưng bí quyết là nắm giữ. Sau này chậm rãi sờ soạn đó là. Hứa Chiếu Dung lại nửa nghiêm túc nửa vui đùa nói, ca tẩu nhóm chậm một chút không quan hệ, nhớ lấy nhất định phải dựa theo ta nói đi cắt, bằng không cắt hỏng rồi là bán không ra giá. Thậm chí y quán khả năng cự tuyệt thu. Tìm kiếm đổ trọng thụ thời điểm đặc biệt chú ý chút nhất định phải lớn lên lớn như vậy trở lên mới thành, lớn như vậy trở lên niên đại đương ở 15 năm hướng lên trên, niên đại quá tiểu, cũng là không thể dùng. Thu thập dược liệu dược thảo cùng chúng ta loại lương thực rau dưa là giống nhau, đến chờ nó thành thục mới có thể thu đúng hay không? Hắn này vừa nói bốn người đều minh bạch, sôi nổi gật đầu cười nói, đúng đúng, là như vậy cái đạo lý. Bốn người bắt đầu từng người lột đổ trọng da, trong lòng biên kia kêu cái kích động. Này không phải bình thường vỏ cây, đây là đổ trọng da, là tiền nha. Hứa Chiếu Dung hôm qua liền cùng bọn họ cùng trong nhà đương gia trưởng bối nói rõ ràng, đủ tư cách làm đổ trọng gia y quán thu mua giá cả là một cân 30 văn, nàng một cân lấy 10 văn, dư lại về bọn họ nhà mình. Không nói cái khác, đơn nói một cân 30 văn cái này giới liền đem bọn họ cả kinh trận mắt há hốc mồm. Này này này, này cũng quá đáng giá. Hứa Chiếu Dung một cân chỉ thu 10 văn, này cũng quá khách khí, khách khí đến bọn họ đều có chút ngượng ngùng đến nỗi hứa chiếu dung làm cho bọn họ bảo mật, cùng nhà mình những người khác cũng đừng nói giá cả, hỏi liền nói không biết, bọn họ không cần nàng nói cũng sẽ làm như vậy. Nếu là truyền khai, khi còn lợi hại. Mãn trong thôn không biết bao nhiêu người sẽ đuổi theo tiểu hứa, đồ vật đáng giá như vậy, ai còn quản cái gì thâu sư không trộn sư A, nàng lại không có người nhà đương chỗ dựa, một cái tiểu cô nương, ai sẽ sợ nàng. Tống đại nương đặc biệt công đạo đại nhi tử, con dâu cả cần thiết giữ kín như bưng. Lý chính gia còn hảo chút, Nhà bọn họ có dư Mỹ ở, nàng nếu là đã biết kia còn lợi hại. Hứa Chiếu Dung nhìn một hồi lâu bốn người thủ pháp, để điểm sửa lại vài lần, thấy không có gì không đúng rồi, chính mình liền cũng đi thu thập. Tuy rằng từ bọn họ nơi đó có thể phân một phần, nhưng tự nhiên thu thập tất cả đều là chính mình, hiển nhiên càng đáng giá. Đổ Trọng dây lưng đi trở về còn phải đơn giản xử lý một phen, ước chừng buổi chiều 3 giờ tả hữu, vài người liền dẹp đường hồi phủ. Hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm chủ yếu là thứ này thực chiếm địa phương, sọc trang tràn đầy. Ước chừng có cái 3 40 cân, tặng tiền suất 30% tả hữu, cũng chính là phơi khô có thể có 1 phần 3 trọng lượng. Kiều Bình thản bọn họ tính sổ không nhanh nhẹn, liền thỉnh giáo Hứa Chiếu Dung. Hứa Chiếu Dung cười nói, nếu là 30 cân có thể có 10 cân làm, đó chính là 300 văn tiền, Ngô, ta lấy 100 văn, các ngươi còn có thể dư lại 200 văn. Bốn người vui vô cùng. A, à, nhiều như vậy a. À. Hảo 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 này thật tốt quá tiểu hứa cảm ơn ngươi cũng không phải là đâu đa tạ tiểu hứa hứa chiếu dung cười ta cũng cầm tiền bạc không cần cảm tạ này thật công bằng bốn người đều cười công không công bằng bọn họ không biết bọn họ chỉ biết hứa chiếu dung không mang theo bọn họ cùng nhau bọn họ không thủ bảo sơn hoàn toàn không biết gì cả mỗi ngày nhìn như vậy nhiều hoa cỏ cây cối cũng không biết nào giống nhau có thể kiếm tiền mang theo lý chính gia cùng tống gia thu thập dược liệu Tam người nhà rất có ăn ý đã không có tuyên truyền cũng không có dấu dếm, có người hỏi liền nói hứa chiếu dung mướn bọn họ hỗ trợ. Bao nhiêu tiền một ngày? Này không thể nói. Hỏi thăm người khác tiền làm gì? Đúng mực cảm có thể có sao? Hỏi lại hứa chiếu dung còn có cần hay không nhân thủ hỗ trợ? Khi tất nhiên là tạm thời không cần. Về sau? Lại nói. Đỗ trọng gia thu thập đi trở về, trực tiếp phơi nắng liền có thể, chú ý không cần gặp mưa ướt thủy, không cần dính dơ đồ vật ô tao, khác không có gì. Hai nhà người đều là cẩn thận người, huống hồ này nhưng quan hệ đến bán tiền, tự nhiên sẽ tiểu tâm đối đãi hứa chiếu dung không có gì hảo công đạo. Đúng rồi tiểu hứa, mau vào thôn thời điểm Kiều Bình thản cười nói, chúng ta thương lượng một chút, này đổ trọng gia như thế nào cắt lấy chúng ta đều học xong, ngày mai chúng ta từng người chính mình đi tìm đổ trọng thụ đi, ta liền không đồng nhất nơi, chính ngươi qua đi. Có thể thành sao? Nếu không thành, kêu ngươi tẩu tử cùng ngươi một khối. Chương 82 bọn họ đều thực săn sóc người ý kia phiến núi rừng vùng hảo hảo tìm kiếm tìm kiếm, còn có thể tìm ra không ít đổ trọng thụ tới, Kiều gia, Tống gia hai nhà người đều không muốn đi chiếm cái này có sẵn tiện nghi. Đó là Hứa Chiếu Dung phát hiện, nên về nàng sở hữu. Hứa Chiếu Dung vừa nghe hắn nói như vậy liền đã hiểu, xem mặt khác ba người cũng là một bộ thực tán đồng bộ dáng, Hứa Chiếu Dung trong lòng hơi ấm loại này bị người săn sóc suy nghĩ cảm giác làm nàng cả người giống như ngâm ở suối nước nóng trung ấm áp thoải mái lại sung sướng hòa giai thôn có cao bà tử như vậy chán ghét quỷ nhưng cũng có lý chính một nhà cùng tống đại nương gia như vậy người tốt đương nhiên diêu mỹ không tính khi cũng hảo ta chính mình không có việc gì có thể đi các ngươi đều nhận thức đổ trọng thụ tìm lên hẳn là cũng không khó không có khó không chúng ta mỗi ngày cùng trong núi cây cối giao tiếp này đổ trọng thụ ta tự hồ ở trong núi gặp qua đâu, còn có chút ấn tượng, ngày mai trực tiếp đi xem. Hắc hắc xảo không phải. Ta tự hồ cũng có ấn tượng. Nhớ lầm cũng không quan hệ, chỉ cần trong núi có, ta tổng có thể tìm. Đúng rồi, chính là lời này. Mấy người đều cười. Đại gia vào thôn tách ra, từng người về nhà. Hai tiểu hài nhi mắt trong mông nhìn bên ngoài, thấy tỷ tỷ đại nắm tiểu nhân lập tức buông qua đi, tỷ. Tỷ đã trở lại, các ngươi ở nhà không có việc gì đi không có việc gì không có việc gì, hảo đâu. Trong nhà còn có bánh chưng, liền cơm trưa đều thực hảo giải quyết, trực tiếp là có thể ăn. Hai anh em phân một cái là đủ rồi. Gạo nếp bao bánh chưng thực khiên đói. Hứa lương tranh giúp đỡ tỷ tỷ đem đổ trọng da phơi nắng lên, A Thanh cũng duỗi tay đi lấy, học theo bắt đầu hỗ trợ. Nàng động tác rất chậm, nhưng cũng là thật sự sẽ hỗ trợ. Không nhiều lắm sẽ trịnh thị lại tới nữa, cấp hứa chiếu dung đưa thịt, đậu hũ cùng một ít rau dưa hôm nay là Tết đoan ngọ, ăn Tết thời điểm sẽ có đồ tể giết heo trọn thịt gánh đi thôn xuyến trại rau hàng, bán đậu hũ cũng giống nhau. Trước cuộc ăn Tết sao, rất nhiều người gia vẫn là sẽ cắt nửa cân mấy lượng thịt tìm đồ ăn ngon. Mua không nổi thịt, mua hai khối đậu hũ cũng hảo a, à, hứa chiếu dung làm ơn lý chính gia hỗ trợ cắt nửa cân thịt, mua hai khối đậu hũ. Này không nàng đã trở lại, liền cho nàng đưa tới. Nàng cố ý công đạo muốn nửa vì nửa gầy thịt ba chỉ, nhìn này một khối, một tầng một tầng năm hoa, nhìn khiến cho người thích. Hứa Chiếu Dung cười nói tạ, cho tiền, liền chuẩn bị làm cơm chiều. Ăn Tết cơm chiều làm sớm một chút, đuổi trước khi trời tối ăn cơm càng rộng thoáng chút. Trong nhà hiện giờ cũng có thể điểm khởi đèn dầu, nhưng khi ánh sáng thật sự tối tăm, mặc dù xuyên qua lại đây lâu như vậy, Hứa Chiếu Dung vẫn là không thể thói quen. Đèn dầu hạ ăn cơm làm việc gì đó, tương đương thống khổ. Tỷ cho các ngươi làm thịt kho tàu, chúng ta đêm nay ăn thịt kho tàu, lại làm một cái ớt cay xào thịt đậu hũ một khối hầm canh, một khối chiên hảo lưu trữ ngày mai ăn có được hay không? Ân ân ân, đều nghe tỷ. Hai tiểu nhân đương nhiên không có ý kiến, tỷ làm đồ ăn ăn ngon, nghe tỷ khẳng định có thể ăn tốt nhất đồ vật. Huống chi còn có thịt đâu? Thịt như thế nào làm đều ăn ngon? Hai tiểu nhân đều chịu hỗ trợ, hứa chí dung cười cũng không ngăn cản, còn thường thường sai sử tiểu hài nhi làm việc. Người một nhà liền phải như vậy khả năng cho phép hữu lực xuất lực mới là người một nhà, đảm nhiệm nhiều việc hoặc là bất công quá mức sớm hay muộn muốn băng trong nhà có nước tương có tổ ong mật thịt kho tàu làm xem như tương đương thành công nùng du xích tương khối vuông màu đỏ thịt lượng lượng kia nồng đậm mùi hương nhi cùng với nóng hôi hổi nhắm thẳng trong lỗ mũi toản hai tiểu nhân liên tiếp hút cái mũi tán thưởng thơm quá a à. thơm quá a à. thơm quá hứa chiếu dung vui vẻ chính mình cũng nhịn không được này mùi hương dụ hoặc còn không có thượng bàn ăn cơm đâu một người trước nếm hai khối mềm mại tiên hương Môi răng lưu hương, vào miệng là tan, trừ bỏ ăn ngon. Hai chữ quả thực tìm không thấy khác từ nhi hình dung. Ức cây xào thịt lại là một loại khác mùi hương, hơi mỏng lát thịt cùng ớt cây một khối hạ nồi bạo xào, sắp khởi nồi thời điểm gia nhập một phen cắt thành đoạn cộng hoa tỏi non, mùi hương lập tức quanh liền dậy. Bạch bạch nộn nộn đậu hũ nấu canh, bỏ thêm một phen cắt nát hành lá, tươi mát đẹp, thanh đạm khả quan. Ba cái hảo đồ ăn, lại thêm một cái xào đậu que cà tím. Còn có chút sơn trà, trang một mâm lại lột một cái bánh chưng, cách thành một đoạn đoạn cũng là một mâm. Tạm được xem như có sáu cái đồ ăn, số chẳng, sáu sáu đại thuận, đại cắt đại lợi. Tiểu hài nhi không thể uống rượu, nhưng là hứa chiếu dung có thể, nàng cho chính mình đổ một chén nhỏ cố lân đưa tới rượu hùng hoàng, cho bọn hắn hai cắt đổ một ly cây kim ngân mật ông trà. Tỷ đệ mùi ba cái ngồi vây quanh bên cạnh bàn, ăn cơm. Hứa chiếu dung bưng lên cái ly, đây là chúng ta ba cái cùng nhau quá cái thứ nhất tiếc, về sau nha, chúng ta mỗi lần ăn Tết đều phải ở bên nhau, đều có ăn ngon, về sau chúng ta nhật tử nhất định càng ngày càng tốt. Tới, cụng ly. Cụng ly, cụng ly. Tỷ nói rất đúng, chúng ta đều phải ở bên nhau. Làm, ly. Ba bàn tay ba cái cái ly chạm vào ở bên nhau, ba người từng người uống một hớp lớn, tam khuôn mặt thượng tươi cười sáng lạng. Tới, mau ăn cơm. Chúng ta thịt kho tàu lại không ăn liền lạnh lạp. Hảo Nga, hảo Nga tỷ đệ mùi ba người thỏa mãn qua cái tiết ngày hôm sau buổi sáng hứa chiếu dung đem đổ trọng nằm xoài trên hậu viện phơi nắng mang theo đệ đệ mùi mùi một khối đi trong núi lục đổ trọng gia thuận tiện trích chút dương mai qua mấy ngày này dương mai so với phía trước thành thục độ càng cao hai cái tiểu nhân hẳn là sẽ thực thích cái này hoạt động hai tiểu nhân có một thời gian không đi trong núi đi theo tỷ tỷ đi còn rất vui vẻ nhìn đến dương mai trên cây trái cây trồng chất thời điểm càng vui vẻ ba người hái được dương mai, hứa chiếu dung làm cho bọn họ hai chính mình chơi, nàng liền như củ thượng lưng chừng núi sườn núi lột đổ trọng da. Nhớ thương hậu viện phơi nắng những cái đó, lột vỏ cây thời điểm hứa chiếu dung động tác nhanh rất nhiều, nửa ngày công phu thường phục đầy một sọc, chuẩn bị về nhà. Hai cái tiểu nhân cũng không nhàn rỗi, hiến vật quý dường như đem bảy tám xuyến dùng thật dài thảo tim sâu lên tới châu chấu cấp hứa chiếu dung xem, tỷ ngươi xem ngươi xem, chúng ta bắt thật nhiều châu chấu, vừa lúc mang về uy ngỗng trắng cùng tiểu kê, ân, còn có kia hai chỉ đại gà. A Thanh cũng đôi mắt lượng lượng nhìn về phía nàng, một bộ cầu khen ngợi biểu tình. Hứa Chiếu Dung không nghĩ tới bọn họ như vậy sẽ tận dụng mọi thứ giúp trong nhà làm việc nhi, thập phần ngoài ý muốn, này đương nhiên đến khen, đem hai người hảo một phen đại khen đặc khen, nhưng đem hai tiểu hài tử cao hứng hỏng rồi. Một hồi về đến nhà, hai tiểu hài tử liền dương mai đều không kịp thu hảo, tay trong tay chạy nhanh đi uy tiểu kê. Từng con châu chấu bị ném xuống đất, vì đô đô tiểu nhục đoàn gà con hưng phấn thét chói tai tranh đoạt mổ trình diễn vừa ra ra nó truy nó trốn tiết mục đến nỗi cuối cùng ai có thể ăn vào trong bụng càng nhiều hiển nhiên dựa vào là từng người thực lực hai hài tử thấy bọn nó đoạt náo nhiệt xem cũng náo nhiệt hi hi ha ha chỉ điểm cười cảm giác thành tựu mười phần hứa chiếu dung ở một bên sửa sang lại đổ trọng gia nhìn thấy cũng không cấm buồn cười bất quá nói thật hai tiểu hài tử làm việc nhi là thật nghiêm túc để bụng gà con lớn lên đặc biệt hảo kia hai chỉ ngỗng trắng cũng là lông chim du quang thủy hoạt, đi đường hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, vừa thấy liền phi thường tinh thần, phi thường không dễ chọc. Chương 83 làm thê không được, làm thiếp vẫn là có thể lúc này hai chỉ ngỗng trắng đi sông nhỏ nuôi thả đi, không ở nhà, hai tiểu hài nhi uy gà con nhóm nhưng thật ra không có uy phía trên, còn nhớ rõ cho nó hai để lại hai xuyến. Hứa chiếu dung chính sửa sang lại đổ trọng da, chán ghét cao bà tử lại tới nữa. Hai hài tử nhanh chóng đứng ở hứa chiếu dung bên người, mở to hai mắt cảnh giác trừng mắt cao bà tử đặc biệt hứa lương tranh, trong mắt đề phòng chi ý có thể nói như hổ trình mồi, rất có một lời không hợp liền xông lên đi tư thế. Cao bà tử vốn đang tính bình thản sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi vài phần, dùng sức xẻo hứa lương tranh liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng nhảy ranh. Lúc này mới bao lâu, mới bao lâu a? À? Lúc trước còn ở cao gia thời điểm, này hai nhảy ranh ở nàng trước mặt sợ hãi rụt rè đầu cũng không dám ngẩng lên, nhìn lúc này này kinh cuồng dạng. Hứa chiếu dung này tiểu tiện nhân sau lưng rốt cuộc suối dục chút cái gì? Hảo hảo tiểu hài nhi đều kêu nàng giáo thành cái dạng gì. Hừ. Cao bà tử thật sự vô pháp tiếp thu loại này trên lệch, không nhịn xuống hừ một tiếng. Hứa Chiếu Dung bình tĩnh mỉm cười, cao đại nương có việc sao? Cao bà tử ánh mắt dừng ở những cái đó đổ trọng gia thượng, Hứa Chiếu Dung tùy tiện nàng xem. Trên núi các loại vỏ cây lớn lên đều không sai biệt lắm, cao bà tử nếu là như vậy xem vài lần là có thể nhìn ra tới là cái gì vỏ cây, kia nàng cũng chịu phục ngươi tìm lý chính gia cùng tống gia hỗ trợ thu dược liệu đúng vậy đúng vậy đối cái đầu a à đúng vậy hứa chiếu dung thản nhiên lại đạm nhiên ngữ khí hoàn toàn chọc giận cao bà tử ta nói ngươi có ý tứ gì a à? lý chính gia cũng liền thôi khi tống gia tính cái thứ gì ngươi tìm bọn họ không tìm chúng ta hứa chiếu dung ngươi làm rõ ràng liền ngươi như vậy tương lai còn tưởng hồi chúng ta cao gia đó là nằm mơ ta nhưng nói cho ngươi lão nhị sắp đã trở lại đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận nàng không nói hứa chiếu dung thiếu chút nữa đều đã quên này một vụ cao dũng là ở quân doanh không sai nhưng cũng không phải cố lân nơi xuyên tây quân doanh giống như cũng không phải ở tư dương là ở gia đình châu doanh hắn phải về tới sao trách không được cao bà tử lại run đi lên tục ngữ nói dân không cùng quan đấu cao dũng mặc dù chỉ là gia đình châu doanh một cái bất nhập lưu hoặc là mới vừa vào lưu tiểu đầu lĩnh kia cũng không phải hứa chiếu dung một bé gái mồ côi có thể cùng chi chống lại ở thời đại này, hứa chiếu dung đối thượng cao dũng, cũng chỉ có tử lộ một cái. Chẳng sợ lý chính, tống đại nương bọn họ lại như thế nào đồng tình, cũng không có thể ra sức. Nhưng hiện tại không giống nhau. Nhà nàng A tranh nhiều ít tính cố công tử ngoài cửa đệ tử đi. Giải phẫu biện pháp, thanh sang khâu lại thuộc nàng có thể không chút nào giữ lại dạy cho cố lân, ân, còn có mũi đau dược, đổi một phần che chở, cũng không khó. Còn có lục đại công tử, lục đại tiểu thư hai anh em, bốn bỏ năm lên cũng coi như cái ân cứu mạng. Nàng cũng sẽ không làm khó người khác, nhưng lục gia như vậy gia đại nghiệp đại bản địa địa đầu xà giống nhau thổ hào nhân gia, đối thượng cao dũng chút lòng thành. Hứa chiếu dung như vậy một mâm tính, sách, nàng nhiều ít cũng coi như là cái có hậu đài người. Thật ghê gớm. Cao bà tử thấy nàng nửa ngày không hé răng, chỉ đương bị chính mình dọa sợ, phản phất một con đấu thắng gà trống, giàu dạt đắc ý, hừ, tính ngươi thức thời. Con ta tương lai là phải làm tướng quân, đương đại quan, ngươi như vậy tuy rằng không xứng với đương hắn chính thức tức phụ đương cái thiếp vẫn là miễn cưỡng đủ ngươi hiện tại ngoan ngoãn dọn về đi hảo hảo hiếu kính lão nương lão nương không thiếu được thế ngươi làm chủ ngươi nếu là hầu hạ hảo tương lai chấp thuận ngươi sinh cái một mụn con cũng không phải không được cao bà tử lưu loát càng nói càng đắc ý nửa ngày nói xong liếc hứa chiếu dung liếc mắt một cái ngươi có nghe thấy không hứa chiếu dung nghe thấy được hừ nghe thấy liền hảo chạy nhanh dọn dẹp một chút này liền theo ta đi đi. Bạc đâu? Đều giao ra đây. Cao bà Tử Tâm Hoa nổ phóng, nói đến bạc thời điểm trong mắt Tham Lam chi sắc lại vô che lấp. Ngoài ý muốn chi hỷ a, à, nàng vốn là chất vấn hứa chiếu dung vì sao vong ân phụ nghĩa, muốn buộc nàng mang nhà mình cùng nhau thu thập dược liệu, không nghĩ tới hàng phục nàng. Hừ, nàng liền biết, người này a, à, ai không hướng chỗ cao xem, không hướng chỗ cao đi đâu. Nàng tiểu nhi tử mắt thấy tiền đồ, hứa chiếu dung có thể không hối hận đáng tiếc a à, hối hận cũng đã muộn hứa chiếu dung nhìn nàng một cái đại nương thật sẽ nói cười ta lại không biết ngài nói cái gì ta đương nhiên nghe thấy ta đâu nghe cũng nghe xong rồi ngài không khác sự đi không khác sự mời trở về đi ngươi có ý tứ gì cao bà tử không thể tin được các ngươi cao gia như thế nào là các ngươi sự chúng ta quá chúng ta nhật tử là chuyện của chúng ta cao đại nương lời này ta muốn nói bao nhiêu lần ngươi lão mới nhớ rõ trụ đâu ngươi. Ta chưa từng nghĩ tới đi các ngươi cao gia. Hứa lương tranh vừa rồi nhưng khẩn trương hề hề vô cùng, rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm, chính là chính là. Hứa chiếu thanh cũng gật đầu, đúng vậy. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi chơi ta. Cao bà tử tức giận đến quá sức, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, hảo hảo hảo, ngươi cấp lão nương chờ. Chờ ta gia A Dũng trở về, muốn ngươi đẹp. Hứa chiếu dung cười lạnh, hôn ước giải trừ, ta cùng các ngươi gia không còn liên quan, đại nương muốn ta như thế nào đẹp. Không biết còn khi ta thiếu các ngươi cao gia đâu. Cao bà tử không chút suy nghĩ buộc miệng thốt ra, chẳng lẽ không phải. Hứa chiếu dung. Cao bà tử khí hung hăng trừng nàng, có ngươi hối hận, chờ coi. Nàng nổi giận đùng đùng rời đi, đi đến nửa đường sửng sốt, lúc này mới nhớ tới nên nói chính sự nhi còn chưa nói đâu. Lúc này lại quay đầu lại đi nói hiển nhiên không thích hợp, hứa chiếu dung kia nha đầu chết tiệt kia khẳng định sẽ không phản ứng nàng cao bà tử lại lần nữa chọc giận quá mức cho nàng chờ hứa lương tranh có chút lo lắng tỷ cái kia cao dũng hắn hắn thật sự phải làm đại quan sao hắn thật sự sẽ trảo chúng ta sao hứa chiếu dung dở khóc dở cười nhẹ nhàng chụp hắn yên tâm tỷ có biện pháp đối phó hắn hứa lương tranh tin tưởng không nghi ngờ vui mừng gật đầu ân hắn nói cho chính mình hắn nhất định phải hảo hảo tập võ tương lai bảo hộ tỷ cùng a thanh muốn sao cao dũng còn muốn lợi hại Đầu hai ngày thu thập đổ trọng da phơi khô, hứa chiếu dung cùng Lý Chính Gia cùng Tống Gia chào hỏi, vào thành đi bán. Nàng chính mình liền có gần 30 cân, mặt khác hai nhà so nàng muốn nhiều không ít, vì thế Kiều Bình thẳng liền đuổi nhà mình xe bò, dẫn bọn hắn một khối vào thành. Tống Gia đi chính là Tống Đại Nương. Diêu Mỹ cũng tưởng đi theo đi, bị Tống Đại Nương không khỏi phân trần chạy trở về. Hứa chiếu dung mang theo hai hài tử cùng nhau vào thành, hôm qua thu thập liền đưa đi Lý Chính Gia trong viện phơi nắng, làm ơn thím hỗ trợ chăm sóc hôm nay vừa lúc đi một chuyến bạch gia, hai hài tử hồi lâu không đi, ở trong nhà đợi buồn, thuận tiện đi dạo một dạo. An trưởng quầy kiểm tra rồi đổ trọng phẩm chất, thập phần vừa lòng. Xưng trọng, hứa chiếu dung 26 cân, lý chính gia 42 cân, tống gia 33 cân, khấu trừ cấp hứa chiếu dung phân kia một phần tiền, phân biệt kiếm lời 840 văn, 660 văn. Hai nhà người cầm nặng triệu tiền, tâm hoa nộ phóng. Trong nhà còn có hảo chút không phơi khô đâu, chờ phơi khô, lại là một bút tiền thu. Tuy nói này đổ trọng thụ cũng không phải như vậy hảo tìm, nhưng nhiều đi chút địa phương vẫn là có thể tìm đến, này nhưng xem như một bút đồng tiền lớn. Chương 84 các ngươi mẹ kế khả năng phát hiện đối với cấp hứa chiếu dung phân vài trăm văn. Hai nhà người cũng chưa ý kiến, càng không nhúc nhích chính mình tới bán tâm tư. Phàm là rõ ràng sống hơn phân nửa đời người, đều không phải thiển cận người. Ly An Gia y quán, hai nhà người nhịn không được lại cảm tạ hứa chiếu dung một phen. Không có biện pháp, thật sự là rất cao hứng. Hứa Chiếu Dung cũng cao hứng, bởi vậy, nàng cũng là có chỗ lợi. Tương đương đại gia song thắng, trừ bỏ tiền bạc, còn kiếm lời một phần nhân tình, ở trong thôn sinh hoạt cũng nhiều một phần bảo đảm. Tống Đại Nương cùng Kiều Bình thẳng thương lượng đi mua vài thứ, rốt cuộc khó được vào thành một chuyến, tới cũng tới rồi, lại tránh tiền, kim chỉ, nhật dụng bách hóa gì đó, nên mua thuận tiện mua một ít, lại cấp trong nhà hài tử mua điểm nhi tiện nghi điểm tâm hoặc là kẹo mạch nha, đậu phộng đường tìm đồ ăn ngon mua nửa cân thịt mỡ về nhà lọc dầu, xào rau hơn nửa nửa muỗng mỡ lợn, kia hương vị liền không giống nhau. Tóc mỡ lại là một đạo mỹ vị. Hứa Chiếu Dung muốn đi Bạch Gia một chuyến, càng muốn định ngày hẹn Lục Gia huynh muội, liền cùng bọn họ đường ai nấy đi, nói buổi chiều chính mình trở về. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng vào thành số lần so với bọn hắn nhiều đến nhiều, Tống Đại Nương cùng Kiều Bình Thản cũng không có gì để lo lắng, lễ phép dặn dò vài câu trên đường cẩn thận. Đại gia liền tách ra. Đi vào Bạch Gia, Bạch Tiểu Xuân thấy bọn họ cười đến đầy mặt sáng lạng, suýt nửa nhào lên tới ôm lấy hứa chiếu dung. Hứa đại phu các ngươi nhưng tính ra lạp. Ta ca cùng ta nương nhiều nhất hơn một canh giờ cũng nên đã về rồi, hôm nay ngươi nhưng nhất định phải chờ bọn họ. Ta ca cùng ta nương đều. Nhắc mãi muốn đem ngài kia phân tiền cho ngài đâu. Bằng không tổng phải làm chuyện này như nhớ thương, vô pháp an tâm. Hứa chiếu dung gì? Cười, các ngươi tính hảo trướng là được, chỗ nào dùng đến tổng nhắc mãi đâu. Bạch Tiểu Xuân cũng cười, kia nhưng không thành, tiền chưa cho đến hứa đại phu trong tay, tổng giác chuyện này còn không có xong dường như. Hứa Chiếu Thanh buông ra ca ca tay, đi lên trước nhẹ nhàng kéo kéo Bạch Tiểu Xuân tay áo, ngửa đầu, Tiểu Xuân, tỷ. Bạch Tiểu Xuân vừa mừng vừa sợ ngồi sổng xuống ôm lấy nàng, lại kêu một tiếng, lại kêu ta một tiếng, A Thanh đây là thật sự hảo nha. Hứa Chiếu Dung thương tiếc xoa xoa tiểu cô nương đầu nhỏ, cũng không phải là, một ngày so với một ngày được rồi. Bạch Tiểu Xuân nghĩ đến chính mình lúc trước hữu khí vô lực nằm ở trên giường bệnh tuyệt vọng chờ chết nhật tử, nhìn xem A Thanh, ngẫm lại mới gặp khi cái kia ngơ ngẩn ngốc ngốc phản phất ném hồn phách tiểu cô nương, nhất có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thật tốt, thật tốt. Hứa Chiếu Dung đem hai hài tử phó thác cho nàng, liền lại đi nên huy trà lâu. Không bao lâu, lục tịch liền tới. Tiếp chính mình một khối đi biệt viện. A ca có nghe hứa đại phu nói, này một thời gian vẫn luôn ở hảo hảo điều dưỡng thân thể, hai ngày trước chân vô cùng đau đớn cũng không lại dùng Lưu Đại Phu cấp thuốc mở, gạt chưa nói đi ra ngoài. Lưu Đại Phu nhưng thật ra chủ động tới cửa quan tâm, nói là muốn thay ta ca kiểm tra kiểm tra chân, ta ca sợ hắn sinh ra lòng nghi ngờ, không có cự tuyệt. Lưu Đại Phu khen hảo chút lời nói, nói ta ca chân khôi phục thực hảo. Còn nói phải vì hắn làm châm cứu củng cố củng cố hiệu quả, ta ca nơi nào còn dám làm hắn săn bậy. Liền tìm lý do chống đẩy. Hứa chiếu dung trong lòng lột bột một chút, vội nói, Ngươi ca thật sự rốt cuộc vô dụng quá, lưu đại phu cấp thuốc mở. Không có. Ngươi xác định? đương nhiên a. À. Hứa Chiếu Dung nói, kia thuốc mở hương vị thực nồng đậm. Ngươi ca nếu vẫn luôn vô dụng thuốc mở, hắn vì ngươi ca làm kiểm tra thời điểm cái gì dược vị nhi cũng chưa ngửi được, chỉ sợ hắn sẽ nghĩ nhiều. Lục Tịch sắc mặt cũng thay đổi. Đối với dùng dược một đạo, bọn họ huynh muội tự nhiên không có hứa Chiếu Dung cái này đại phu như vậy mẫn cảm. Thế cho nên thế nhưng sơ sót hứa chiếu dung trong tối ngoài sáng ám chỉ nói bọn họ hai anh em thích thị đều nghe hiểu được đó chính là lục yểu chân cực đại khả năng bị động tay chân lưu đại phu không có khả năng vô duyên vô cớ làm như vậy nhưng bọn hắn mẹ kế liền khó nói nếu lưu đại phu vì lục yểu làm kiểm tra thời điểm không có ngửi được dược vị nhất định sẽ khả nghi cũng nhất định sẽ nói cho cam thị cam thị cam thị nàng không có khả năng cái gì đều không làm nhất rõ ràng Cam thị nhất định sẽ phái người âm thầm nhìn bọn hắn chầm chầm hai anh em nhất cử nhất động. Lục tịch tâm thình thịch loạn nhảy, nhìn hứa chiếu dung thiệt tình thực lòng nói, hứa, hứa tỷ tỷ, ta hôm nay ra cửa, ta kia mẫu thân có thể hay không đã phái người đi theo. Hứa chiếu dung âm thầm cười khổ, ta tưởng mười chi bảy tám. Ngân huy trà lâu cũng không an toàn, lần tới ta trực tiếp lại đây biệt viện, các ngươi phái đáng tin cậy người cùng ta chấp đầu. Bạch gia nơi đó, các ngươi không cần lại đi biệt viện chúng ta cũng không thể trực tiếp qua đi, chúng ta thả trước đi dạo. Hảo. Lục tịch cực cực đầu, hối hận không thôi. Nàng ca dù sao cũng là đích trưởng tử, nếu là chân cảnh hảo, tự nhiên không sợ cam thị, cam thị cũng chơi không ra cái gì đa dạng tới. Nhưng hiện tại còn không có hảo A, à, ca ca chân tình huống càng đổi càng hư, cha đối bọn họ hai anh em thái độ cũng càng thêm đạm mạc, đầy ngập tâm tư đều ở mẹ kế sở ra đệ đệ trên người. Trong nhà hạ nhân cũng tự nhiên biết nên như thế nào tuyển, không có người sẽ lựa chọn một cái mắt thấy phế đi, không hề tiền đồ đại thiếu gia. Cam thị chỉ cần thoáng mượn sức, có rất nhiều người đầu hướng nàng. Cam thị đương nhiên sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp không cho nàng ca có khả năng đem chân chữa khỏi. Lục tịch hiện tại chỉ cảm thấy may mắn, may mắn hứa tỷ tỷ cái này đại phu đủ tuổi trẻ, mặc dù cam thị người nhìn đến chính mình từ trà lâu tiếp nàng, cũng sẽ không nghĩ đến nàng là cái đại phu. Rốt cuộc, quá không giống. Vô pháp nhi liên tưởng. Ngân huy trà lâu, trên thực tế là ca lấy mẫu thân để lại cho bọn họ tiền riêng khai một chỗ sản nghiệp vì chính là phương tiện sưu tập tin tức cùng với có cái có thể yên tâm cùng người tụ một tụ địa phương mặc dù cam thị phái người đi hỏi thăm cũng hỏi thăm không đến cái gì điểm này nàng nhưng thật ra không lo lắng lục tịch mang theo hứa chiếu dung đi dạo tơ lụa trang đồ trang sức đồ cổ đồ chơi quý giá một cái phố mười tới gia cửa hàng hai bên bài khai cao trung loại kém đều có này đường phố cửa hàng trung ra vào lui tới đều là của cải cũng không tệ lắm nhân gia. Kẻ có tiền cùng người nghèo vô luận ở bất luận cái gì thời đại cũng không thiếu, tư dương huyện kẻ có tiền cũng không ít, các gia cửa hàng sinh ý thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Lục tịch lòng tràn đầy đều là đối hứa chiếu dung cảm kích, liền tỷ tỷ đều kêu lên, thân mật cười nói. Hứa tỷ tỷ có thể nói là ta cùng ta ca ân nhân cứu mạng, hứa tỷ tỷ có cái gì thích chỉ lo lấy, xem như ta một chút tâm ý, ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Hứa Chiếu Dung bất đắc dĩ cười nói, thật không dám giấu giếm, ta sợ dĩ yêu cầu thân phận bảo mật, đó là sợ hãi bị người trả thù, chúng ta nói là một cái đằng thượng châu chấu cũng không quá. Ta đã tiếp được việc này, tự nhiên hẳn là phụ trách đến cùng, có tình huống như thế nào vốn là hẳn là nói cho các ngươi, lục tiểu thư nhưng mau đừng nói như vậy. Lục tịch nghĩ nghĩ liền cười nói, kia cũng thế, về sau có rất nhiều thời điểm báo đáp hứa tỷ tỷ. Hứa tỷ tỷ đừng lại cùng ta khách khí, cái gì lục tiểu thư, quá xa lạ, không bằng gọi ta một tiếng A tịch hoặc là muội muội đều hảo. Hứa chiếu dung không lay chuyển được, đành phải gọi một tiếng A tịch, lục tịch lúc này mới cao hứng lên. Chương 85 tiểu tâm tránh đi hai người tùy tiện loạn dạo, hứa chiếu dung không cần cái gì, lục tịch lại là coi trọng cái gì tùy tùy tiện tiện liền mua. Đều là nàng thường ngày sẽ thích một ít đồ vật. Thân cha lại bị bên gối gió thổi đến càng ngày càng không thích bọn họ huynh muội, lục gia mặt vẫn là muốn, sẽ không đoản nàng cái này đại tiểu thư tiêu dùng huống hồ nàng có được mẫu thân để lại cho một tuyệt bút tài sản căn bản không lo không có tiền hoa cam thị người liền tính thấy cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái hai cái cô nương mang theo mạng đông dạo đến hăng say nhi cam thị phái tới gã sai vặt cùng đến chân đều đau đầu óc choáng váng hoàn toàn không có dự đoán được nữ nhân gia dạo khởi phố tới như vậy đáng sợ đừng nhìn ngày thường yếu đuối mong manh nhiều đi vài bước lộ liền thở hồng hộc đi dạo phố thời điểm hoàn toàn không cảm giác được mệt kia gã sai vặt đi theo đi theo đột nhiên liền phát hiện tìm không ra người. Hắn tức khắc kinh hãi, cuốn quyết mọi nơi nhìn xung quanh tìm kiếm, đáng tiếc, bất lực trở về. Lúc này, hứa chiếu dung cùng lục tịch đã nhanh chóng rời đi kia một cái đường phố, xuyên qua một cái ngõ nhỏ, mướn một chiếc xe ngựa, ở biệt viện cách một cái phố địa phương xuống xe, đi qua đi. Vì bảo hiểm, liền lục gia xe ngựa đều không thừa. May mà, sở hữu khí giới ở hai ngày trước liền đã đánh chế hoàn thành. Hứa chiếu dung nhất nhất kiểm tra lúc sau, thập phần vừa lòng lục đại công tử rất lợi hại, hứa chiếu dung trong lòng thập phần bội phục. Nàng không tin thợ thủ công có thể như thế tinh tế cẩn thận, lĩnh ngộ năng lực có như vậy cường, nhất định có lục đại công tử từ bên chỉ điểm. Lục đại công tử tuy rằng không hiểu này đó khí giới sử dụng, nhưng hắn xem hiểu bản vẽ, cũng nghe đến hiểu hứa chiếu dung giảng giải bản vẽ trung bí quyết. Đúng là biết được có hắn trấn cửa ải, hứa chiếu dung mới thực yên tâm mấy ngày không có lộ diện. Sở hữu hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Cùng cũng chưng cất hảo. Hứa chiếu dung hiện trường chỉ điểm, như thế nào dùng đá vôi tinh luyện cồn. Công đạo đem tinh luyện quá cồn thu hảo, sạch sẽ nước cất cũng thích đáng chứa đựng bảo quản, nhớ lấy không thể lẫn vào những thứ khác. Đến lúc đó nàng phải dùng này thuần tịnh nước cất xứng so ra 75% y dùng cồn. Hứa chiếu dung vốn dĩ khai hảo giảm nhiệt, cầm máu, ngoại thương, điều dưỡng phương thuốc, cùng với ma phí tán, lần này bổn tính toán giao cho lục tịch, làm nàng tống cổ người đi bắt dược. Nhưng nàng nếu bị cam thị theo dõi, hiển nhiên không thích hợp có quá nhiều động tác. Nàng bị nhìn chằm chằm, bên người nàng đắc dụng tâm phúc người chỉ sợ phàm là ra cửa cũng đều sẽ bị người nhìn chằm chằm, bốc thuốc chuyện này là trăm triệu không thể bị Cam thị biết đến. Hứa Chiếu Dung đành phải đại lao. Lục Tịch rất là cảm động, Hứa tỷ tỷ, thật cảm ơn ngươi. Hứa Chiếu Dung cười cười, chỉ phải nhắc nhở căn bản không có gì tiền tài khái niệm Lục đại tiểu thư, cái này, muốn bắt dược không ít, ta sợ ta bạc không đủ. Nàng hiện tại gia sản tổng cộng có 14 lượng 900 nhiều văn, còn không tính đợi chút bạch tiểu quan sẽ chia cho nàng. Nhưng nàng đánh giá này đó dược toàn bộ trảo hạ tới ít nói cũng đến 10 lượng trên dưới, nàng không thế nào vui ứng ra thượng. Lục tịch thè lưỡi, là ta không tưởng chu toàn. Đại tiểu thư tùy tay đó là trăm lượng ngân phiếu giao cho hứa chiếu dung, hứa tỷ tỷ nhìn xem nhưng đủ. Nếu không nhiều như vậy, hứa chiếu dung vội lắc đầu. Có cái 20 lượng vậy là đủ rồi hứa tỷ tỷ nếu không trước cầm. Không thành, thật sự không cần phải nhiều như vậy, cầm nhiều như vậy bạc lòng ta bất an. Vạn nhất đánh mất, liền tính lục tịch khẳng khái tỏ vẻ không cần nàng bồi, nàng cũng không có khả năng không bồi a, à, lục tịch bất đắc dĩ, đành phải cho nàng 20 lượng. Chuyện này nếu làm cam thì theo dõi. Nghi sớm không nên muộn, ba ngày lúc sau như thế nào? Nếu là trời mưa liền chậm lại, muốn mặt trời lên cao thời tiết. Ta sáng sớm liền tới, trực tiếp tới viện này, các ngươi không cần sốt ruột, nhưng tốt nhất không muộn với giờ mùi sơ. Giờ mùi sơ là giữa trưa một chút tả hữu, trước đó ánh sáng tốt nhất, nhất lượng. Làm phẫu thuật yêu cầu thời gian, nếu là lại vãn chút, liền sợ ánh sáng không tốt. Lục tịch miệng đầy đáp ứng. Hai người tại đây đường ai nấy đi, từng người lặng yên rời đi. Hứa chiếu dung vòng một vòng lớn, phương đi an trưởng quầy chỗ, thỉnh an trưởng quầy phối dược. Đối cam thị người tới nói, không có khả năng tưởng được đến nàng là cái đại phu, nàng đi mua thuốc cũng càng dễ dàng chút. An trưởng quầy thấy nàng lập tức mua nhiều như vậy dược thập phần ngoài ý muốn, hứa chiếu dung cười cười, ta cũng là chịu người gửi gắm. Nếu là vạn nhất có người hỏi, còn thỉnh an trưởng quầy hỗ trợ che lấp một vài. An trưởng quầy làm này một hàng nửa đời người, cái dạng gì kỳ kỳ quái quái sự tình chưa thấy qua. Lão kinh lõi đời người, không có không hiểu có một số việc không nên hỏi tốt nhất đừng hỏi đạo lý. Này đó dược đề tập mười mấy lượng bạc, không phải số lượng nhỏ, vô luận là ai muốn kia đều là cái kẻ có tiền. Kẻ có tiền chuyện này, thường thường ý nghĩa phiền toái. An trưởng quầy cười ha hả xua xua tay, phiền toái chuyện này, chủ động nói cho hắn hắn đều không muốn nghe, càng miễn bàn chủ động hỏi. Dù sao hắn chính là cái mở y quán, khách nhân mua thuốc, hắn bán dược, chỉ thế mà thôi. Hứa chiếu dung mỉm cười, hiểu ý cười. Là nàng hồ đồ. An trưởng quầy người như vậy sao có thể là thích nhiều chuyện người đâu. Bắt dược, hứa chiếu dung do dự một chút, vẫn là quyết định mang về nhà. Vẫn là đừng phóng bạch gia, đặt ở chính mình mí mắt phía dưới càng an toàn. Nếu không phải lo lắng vạn nhất xui xẻo kính nhi tới, cùng ngày muốn mua thuốc cố tình mua không đầy đủ, nàng đều sẽ không lúc này mua. Làm tốt những việc này nhi, đi bạch gia. Bạch tiểu quan hai mẹ con đã đã trở lại. Bọn họ hai mẹ con mỗi ngày đều là ban ngày hái thuốc, trở về kịp thời xử lý. Hứa chiếu dung tới thời điểm sớm đã quá ngọ, bọn họ mang theo hai hài tử ăn qua cơm trưa. Bạch Đại Nương cười tủm tỉm, hứa đại phu dùng qua cơm trưa sao. Cấp hứa đại phu để lại đồ ăn, dùng một ít đi. Hứa chiếu dung thật là có chút đói bụng, nàng cùng lục tịch nơi nào lo lắng dùng cơm trưa. Vẫn là Đại Nương đau ta, cảm ơn Đại Nương. Ha ha, hứa đại phu đừng khách khí. Bạch Tiểu Xuân cười đem ôn ở bếp thượng đồ ăn thịnh bưng tới. Đậu que xào thịt, xào rau diếp, còn có một chén nhỏ rau hẹ trứng gà canh. Trên bàn cơm có thể lâu lâu nhìn thấy thịt, xào thức ăn chay nước luộc cũng sung túc đã xem như ngày lành. Hứa Chiếu Dung ăn cơm trưa, Bạch Tiểu Quang gấp không chờ nổi cùng nàng giảng này một thời gian hái thuốc bán hoa chuyện này, thực nghiêm túc đem một bút bút trứng một tính rõ ràng, đem Hứa Chiếu Dung nên đến kia phân tiền bạch giao cho nàng. Bạch Tiểu Quang tính đến thập phần nghiêm túc, thế cho nên Hứa Chiếu Dung tưởng nói không cần như thế cũng không mặt mũi mở miệng, phản phất khai cái này khẩu tương đương khinh nhờn hắn nghiêm túc dường như, vì thế chỉ phải thành thành thật thật nghe. Đối Bạch Tiểu Quang tới nói, hứa đại phu cứu muội muội mệnh. Cứu chính mình mệnh, còn vì trong nhà chỉ điểm sinh kế tài lộ, chính là nhà mình đại ân nhân, ân cùng tái tạo cái loại này, hắn đương nhiên muốn đem mỗi một bút trướng một tính đến rành mạch, làm đại ân nhân rõ ràng mỗi một bút ngọn nguồn, tuyệt đối không thể làm đại ân nhân cảm giác nhà mình không nghiêm túc, quá tùy ý. Quá trình là nghiêm túc, kết quả là kinh hỷ. Bạch Tiểu quan cuối cùng tổng cộng phó cấp hứa chiếu dung 1364 văn. Hứa chiếu dung thống khoái thu tiền bạc các ngươi dược liệu xử lý rất khá, phẩm tướng thượng thừa, so với ta cũng không kém cái gì, thật đúng là trời sinh ăn này bát cơm a. À. Hứa Chiếu Dung cười tán. Bạch Tiểu Quan tức khắc lộ ra có chung vinh dự tươi cười, Hứa đại phu cũng nói tốt sao? Kỳ thật đều là tiểu xuân công lao. Chương 86 Đao pháp không tồi tiểu xuân thẹn thùng cười cười, nương cùng ca không cho ta đi theo vào núi, nói là làm ta hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, ta tổng muốn giúp điểm nhi vội mới thành. Hứa Chiếu Dung gật gật đầu cười nói, ngươi làm không tồi này đó dược liệu đều xử lý thực hảo đây cũng là giảng thiên phú có chút người một điểm liền thấu trong tay cũng phối hợp đến thập phần gãy đúng chỗ ngứa có chút người lại là gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh cũng làm không tốt được đến hứa chiếu dung khen hai anh em đều thật cao hứng đặc biệt tiểu xuân kiêu ngạo nhìn về phía nàng ca ca hứa chiếu dung cười hảo hảo làm về sau ta liền chỉ công đạo cho ngươi tốt hứa đại phu hứa chiếu dung vốn định nói tương lai thỉnh tiểu xuân hỗ trợ nếu là khác phương diện thiên phú cũng không tồi, thu nàng vì đồ đệ cũng không phải không được. chỉ là này hết thảy đều đến thành lập ở nàng khai y quán lúc sau. hiện giờ một gian thuộc về nàng hứa chiếu dung y quán còn không biết ở nơi nào đâu, loại này bánh nướng lớn vẫn là đừng nóng vội hòa. về sau rồi nói sau. hứa chiếu dung lên phố mua hảo chút ăn, dùng bạch tiểu quan theo thường lệ mướn xe bò ân cần đưa bọn họ trở về. hôm nay mua đều là vụn vặt vật nhỏ, cho nên không cần phải trình diễn con kiến chuyển nhà đồ vật đều ở lô hàng ở hai cái bao tải cũng không nặng, hứa chiếu dung nhẹ nhàng khiên đòn gánh, gọi hai tiểu nhân cùng bạch tiểu quan từ biệt. Hai tiểu nhân tay nắm tay đi theo tỷ tỷ một khối về nhà. Cố đại ca hứa lương tranh hiện tại đối cố lân nhưng bội phục sùng bái vô cùng, vừa nhìn thấy cố lân từ nhà mình phòng ốc hậu viện hiện thân, lập tức đầy mặt tươi cười hoang hô chạy vội qua đi. A à thanh hết thảy duy ca ca tỷ tỷ đầu là chim, thấy ca ca chạy nàng cũng chạy, cố ca nàng chạy trốn chậm mồm miệng nhưng thật ra rõ ràng. Hứa Chiếu Dung cũng thập phần kinh hỉ, Cố công tử. Cố Lân vỗ vỗ hứa lương tranh bả vai, tiến lên tiếp nhận Hứa Chiếu Dung trên vai gánh nặng, ta tới. Hứa Chiếu Dung cũng không làm ra vẻ cùng hắn khách khí, nói tạ thuận miệng cười nói, ta hôm nay cùng Lục đại công tử xác định một lần nữa nối xương Nhật tử, vốn đang nghĩ nếu là hai ngày này Cố công tử không tới nên như thế nào thông tri Cố công tử đâu, xảo, Cố công tử vừa lúc tới. Cố Lân cũng cười nói như vậy ta cùng hứa đại phu nhưng thật ra nghĩ đến một khối định rồi khi nào ba ngày lúc sau sáng sớm ta liền vào thành nếu là trời mưa hoãn lại cố công tử hẳn là phương tiện đi phương tiện ba ngày lúc sau đơn giản ta tới đón hứa đại phu đi ta gọi người đuổi xe ngựa vào thành mau một ít hứa chiếu dung tưởng tượng cũng là gật gật đầu kia nhưng làm phiền cố công tử lạp chúng ta cửa thôn hội hợp liền hảo hành khi nói chuyện sớm đã vào nhà Cố lân sách một rổ hoa quả tươi lại đây, vàng ống ánh sơn trà, thâm màu cam hồng quả hạnh, no đủ mới mẻ, từng cái thoạt nhìn tản ra mê người quả tử bổn tiên mùi vị, vừa thấy liền rất ăn ngon. Không đáng giá cái gì, nếm cái mới mẻ. Cố lân làm tiểu hai anh em cầm đi giặt sạch ăn. Thấy hứa chiếu dung nhẹ nhàng gật đầu, hứa lương tranh nói lời cảm tạ, vui vui vẻ vẻ nắm muội muội, dẫn theo quả rổ đi. Từ khi xuyên tới nơi này, không có đồ ăn vặt, không có trái cây, điểm tâm hương vị giống nhau, Duy độc cố lân lần trước đưa tới mới mẻ sơn trà cùng dương mai, làm hứa chiếu dung kinh diễm không thôi. Nguyên sinh thái thuần màu xanh lục quả tử chính là ăn ngon. Hôm nay thấy này đó sơn trà, quả hạnh từng cái cũng lớn lên cực hảo, không khỏi nàng không thích. Cố quân gia chân chính có tâm. Hai tiểu hài nhi nhớ mãi không quên thịt kho tàu, nàng chính mình cũng thèm, hôm nay nhìn đến có thực tốt thịt ba chỉ liền nhịn không được lại mua một khối, tính toán buổi tối làm. Dứt khoát, lưu cố công tử ăn cơm đi. Cố cô công tử muốn hay không lưu lại dùng cơm chiều, ta đây liền nấu cơm. Chúng ta sớm một ít ăn, tranh thủ mặt trời xuống núi trước ăn được. Nghĩ đến không trì hoãn, cố cô công tử trở về đi. Cố Lân cười khẽ, hảo a, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Hứa Chiếu Dung cười lắc đầu, giúp ta bồi a tranh bọn họ liền hảo. Cố Lân xem nàng, Hứa Chiếu Dung liền nói, còn có những cái đó dược liệu giúp ta dọn đến bên ngoài phơi nắng đi. Hành. Cố Lân thực sản khoái ứng, đôi mắt cũng sáng lên. Hứa lương tranh thấy vui sướng kêu cố đại ca. Vui tươi hớn hở chạy tới hỗ trợ. Hứa chiếu dung cười, bắt đầu làm cơm chiều. Khi chỉ gà rốt cuộc tới rồi nên thượng bàn thời điểm, làm thịt đi, phao phát hai thanh mấy ngày trước phơi khô nấm hương hầm canh gà, khi nhưng chính là chính tông thổ canh gà. Vừa lúc mua thịt ba chỉ, thiêu cái thịt kho tàu. Lại dùng canh gà hầm đậu hũ, xào hai cái khi rau, năm cái đồ ăn. Vậy lại thấu một cái rau hẹ trứng gà, sáu sáu đại thuận trong lòng cân nhắc hảo hứa chiếu dung liền chạy nhanh nhóm lửa thiêu nước ấm đợi chút hảo năng gà rút mau nhìn chảo sắt hơi nước hôi hổi hình như có quay cùng sôi trào chi ý nàng liền một tay sách theo dao phay một tay cầm cái trang máu gà chén thượng hậu viện đi sát gà gà trống giết chết gà mái trước lưu trữ đẻ trứng thân là một người thiên phú dị bẩm kinh nghiệm phong phú trác tuyệt đại phu sát gà loại này việc nhỏ nhi há có thể khó được đảo nàng hai chỉ cánh hợp lại một khối nắm chặt cánh căng hứa chiếu dung nhẹ nhàng đem kia thét chói tai vịt gà trống đắng đo đến vững vàng không ai hỗ trợ trợ thủ cũng không làm khó được nàng trong tay dao phay rất nhanh dứt khoát lưu loát cắt vỡ gà yết hầu vội vàng ném xuống dao phay một tay nắm chặt hai cái đùi gà một tay nắm chặt hai cánh căng cùng với phản bể cổ gà đảo dẫn theo ấm áp máu gà liền ào ạt chảy vào trong chén hai hài tử dưỡng nhiều thế này thời gian rốt cuộc dưỡng ra chút thịt máu gà cũng rất bổ trong chốc lát một khối hầm cho bọn hắn ăn tiếp máu gà khi vô tình vừa nhấc mắt nhìn đến khẽ nhếch miệng biểu tình có chút dạy ra cố lân nàng sửng sốt hướng hắn gật gật đầu ha hả cười này sát gà đâu trong chốc lát dùng nấm hầm kia nấm vẫn là lần trước cố công tử hỗ trợ thải đâu nàng nhắc tới chuyện xưa cố lân cũng cười trở về hoàng hồn cái kia đao pháp không tồi ha hứa chiếu dung hơi cương ngộ hắn vừa rồi kia có chút dạy ra biểu tình là chuyện như thế nào hóa ra chính mình huy đao tể gà thời điểm hắn thấy a à, trách không được đâu Hứa chiếu dung đảo không cảm thấy hắn là bị dọa tới rồi, rốt cuộc hắn một cái quân doanh hỗn, không chuẩn còn tự mình động thủ giết qua người đâu, còn sẽ sợ sát gà. Hắn hẳn là bị khiếp sợ tới rồi. Rốt cuộc chính mình một cái 15 tuổi tiểu cô nương, sát gà thời điểm như vậy dứt khoát hung ác không có biện pháp, không ai hỗ trợ, nàng sợ máu gà rơi xuống đất lãng phí rớt, hạ đao thời điểm vừa nhanh vừa chuẩn lại có chiều sâu, giống như, hình như là có điểm sẽ làm người cảm thấy khiếp sợ. Hứa chiếu dung đảo thản nhiên, khiêm tốn cười cười, Ta cái này kêu cái gì đao pháp nha, bất quá là sát gà thôi. Cố công tử võ công cao cường, khi mới là lợi hại đâu. Ta một cái đại phu, cũng liền sẽ ít như vậy tiểu bản lĩnh lạp. Nột, đừng chấn kinh rồi, nàng có giải thích nha. Nàng là cái rất có tạo nghệ đại phu, ruột cũng không biết cắt quá nhiều ít căng, sát gà này thật không có gì. Cố lân kêu nàng đậu đến ha ha cười, đi qua đi, muốn hỗ trợ sao? Có người hỗ trợ khi nào đều không muộn, Hứa chiếu dung ý bảo hắn bắt lấy một đôi chân gà. Cố công tử giúp ta trảo hảo, đừng làm cho nó tránh thoát. Hành. Cố lân rất vui lòng. Chương 87 hứa cô nương lưu tâm thật không dám giấu giếm, hắn chưa thấy qua sát gà. Trước cuộc lấy thân phận của hắn, chẳng sợ mang theo bọn thuộc hạ ở rừng sâu toản cái ba ngày ba đêm, đồ ăn cũng đều có người xử trí hảo cung cung kính kính chọn lựa tốt nhất dâng lên cho hắn. Nướng gà rừng thường ăn, này tư thế thật chưa thấy qua. Cố Lân không khỏi tò mò hỏi đông hỏi tây, Hứa Chiếu Dung cũng không chê hắn phiền, hỏi gì đáp nấy. Hứa Lương Tranh nắm muội muội đi tìm tới khi, thấy tỷ cùng Cố đại ca vừa nói vừa cười, tiểu hài nhi chớp chớp mắt, mặt danh có loại tỷ cùng Cố đại ca ở một khối thời điểm đặc biệt, đặc biệt. Hắn hình dung không ra, chính là cảm thấy thấy liền làm nhân tâm vui mừng. Vì thế hắn vui mừng gọi, "Tỷ, Cố đại ca." Nắm muội muội buông qua đi. Hôm nay cơm chiều không chỉ có có tiểu hai anh em hỗ trợ, còn nhiều một cái đỉnh hai cố lân hỗ trợ, hứa chiếu dung làm khởi cơm tới phá lệ thuận tay. Trong nhà chẳng qua nhiều một người, náo nhiệt lại là phiên bội. Thỉnh thoảng có hoang thanh tiếu ngữ từ trong phòng truyền ra tới. Cùng với từng trận xào rau mùi hương, trên nóc nhà lượng lờ tản ra khói bếp, đại ngỗng cùng gà con nhóm trở về nhà nga nga nga, pi 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 tiếng kêu, đang chéo thành một mảnh náo nhiệt sinh hoạt hơi thở. Thái dương còn cao cao treo ở ngã về tây trên bầu trời, hứa gia liền bãi cơm thượng bàn, chuẩn bị ăn cơm. Nhanh ăn đi, thừa dịp thiên còn sáng lên, sẽ không chậm trễ Cố công tử lên đường. Đối nga, Cố đại ca mau ăn cơm. Tỷ của ta làm đồ ăn ăn rất ngon, Cố đại ca nhất định phải ăn nhiều một chút. Ha ha, đó là muốn ăn nhiều một chút, nghe liền rất hương a. À. Bốn người ngồi xuống, canh gà tươi ngon, thịt gà tươi mới, khi rau mới mẻ sẵn tịnh, nùng tương màu đỏ đậm thịt kho tàu đặc biệt mê người, hưởng qua vô số mỹ thực Cố Lân cũng sâu sắc cảm giác kinh ngạc. Tiểu hài nhi mắt trong mong nhìn hắn khẩn trương hề hề, thế nào thế nào cố đại ca. Thịt kho tàu có phải hay không ăn rất ngon nha. Tiểu hài nhi biểu hiện đem cố lân cùng hứa chiếu dung đều chọc cười. Cố lân không tiếc khen, A Tranh nói đúng, ăn quá ngon. Tiểu hài nhi cao hứng nhếch môi cười ha hả, vô cùng tự hào, đúng không đúng không. Ta liền biết cố đại ca cũng sẽ thích. Ha ha, cố đại ca thực thích. Hứa chiếu dung kêu hai người bọn họ kẻ sướng người họa làm cho đều có chút tưởng che mặt, quái ngượng ngùng nàng cụ cụ thuận miệng nói, này thịt kho tàu vẫn là khiếm khuyết chút hỏa hậu, lần tới thời gian sung túc lại hầm lâu một ít, chẳng những càng thêm vị thuần nước nùng, mềm mà không lạng, béo mà không ngán, vào miệng là tan, kia mới càng tốt ăn đâu. Cố lân nghe vậy ngước mắt nhìn nàng một cái cười nói, hảo a, à, lần tới ta tới sớm một chút. Hứa chiếu dung hậu tri hậu giác mới hồi phục tinh thần lại chính mình giống như thuận miệng lại hẹn a, à, giống như có điểm không tốt lắm, lại giống như không có, nhưng là mặc kệ thế nào nhân gia cố công tử đều nói muốn lại đến, nàng đương nhiên không có khả năng lật lọng. Vì thế liền cũng cười gật đầu, ân, lần tới cố công tử tới sớm một chút, khụ, mau thừa dịp nhiệt ăn. Hoàng hôn ánh chiều tà thượng ở, cố lân chuẩn bị rời đi. Kỳ thật hắn còn tưởng lại đãi trong chốc lát. Nhưng là hứa gia tỷ đệ muội đều thực lo lắng hắn đuổi đêm lộ nguy hiểm, hắn lại khó mà nói kỳ thật với hắn mà nói cũng không nguy hiểm phất bọn họ hảo ý, đành phải cười cáo từ. Hứa Chiếu Dung lại lần nữa nhắc nhở hắn giải phẫu thời gian. Cố lân gật đầu ghi nhớ, lại ý bảo nàng một bên đơn độc nói chuyện. Hắn đè thấp tiếng nói, ngữ khí có chút ngưng trọng, có chuyện nên làm hứa cô nương biết được, hôm nay ta tới lúc sau, có người xâm nhập các ngươi sân, ta tránh ở góc tường sau thấy, người nọ lén lút, nhìn đến nhà ở thượng khóa hùng hùng hổ hổ còn đá môn, ta liền đánh hai cục đá kêu hắn hung hăng té ngã một cái, hắn hoảng sợ, bò dậy một đường mắng chạy. Hứa cô nương ngày thường nhiều hơn lưu tâm hứa chiếu dung tâm hơi hơi trầm xuống vội hỏi cố lân người nọ trông như thế nào cố lân hình dung một phen hứa chiếu dung tăng thêm bổ sung nàng liền trong lòng hiểu rõ cố lân cũng hiểu rõ hứa cô nương biết là ai a à? là hứa cô nương kẻ thù sao muốn hay không ta hỗ trợ lấy thân phận của hắn thu thập như vậy một người cũng chính là một câu sự đa tạ cố công tử tạm thời không cần hứa chiếu dung lắc đầu cười nói kẻ thù cũng thật là kẻ thù ta chính mình có thể giải quyết. cao cổ thứ đồ kia, sách, rốt cuộc nhẫn nại không được a. À. cố lân vẫn là có chút lo lắng, người nọ đầu trâu mặt ngựa, hình dung đáng khinh, vừa thấy đó là cái lưu manh vô lại vô sĩ chi lưu, hứa cô nương thật sự không cần ta hỗ trợ sao? thật sự không cần, bất quá có cố công tử lời này, lòng ta liền có đế, yên ổn rất nhiều. nếu là ngày nào đó yêu cầu cố công tử hỗ trợ, không thiếu được nói thẳng, cố công tử đừng ngại phiền toái mới hảo. đối phó cao cổ cao gia mấy thứ này, nàng thật đúng là không cần phải cố lân. Nàng chính mình, mượn dùng lý chính bá, vậy là đủ rồi. Cao gia không gây được sóng gió gì hoa. Nhân tình dùng một lần mỏng một lần, nàng tổng không thể ỷ vào nhân gia cố công tử nhiệt tâm liền đương nhiên thời thời khắc khắc phiền toái người đi. Này không phải nàng hứa chứ dung phong cách hành sự. Đương nhiên, nàng cũng không phải cổ hủ người. Nếu là thật sự yêu cầu cố công tử hỗ trợ, cố công tử mặc dù không nói, nàng cũng sẽ ra mặt dày thỉnh cầu, nàng có thể lấy phương thuốc, y thuật trao đổi. Nàng có cái này tư bản cùng tự tin. Đến nỗi nàng cùng cao gia những cái đó gút mắt lạng chuyện này, cũng không cần thiết cùng cố công tử nói. Cố lân nghe nàng nói như vậy cũng yên tâm vài phần, gật đầu cười nói, hứa cô nương có chủ ý, ta liền không nói nhiều, yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm chỉ lo mở miệng. Ân, đa tạ cố công tử. Không cần khách khí, đúng rồi, thanh thủy thủ này, hứa cô nương lưu trữ phòng thân đi. Cố lân lượt suy tư, từ trong lòng lấy ra một phen nửa thước tả hữu chủy thủ, đưa cho hứa chiếu dung. Hứa chiếu dung sửng sốt, nhận lấy, hảo, cố công tử hảo ý, ta nếu lại chối từ cũng quá làm ra vẻ lạp. Mũi đao dược chạy nhanh chế ra đến đây đi. Cố lân cười khẽ, trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng sung sướng, hứa cô nương là cái sản khoái người. Hắn liền không thích như vậy ngượng ngùng xoắn xít. Hắn lại chỉ điểm hứa chiếu dung một phen, này chủy thủ đừng nhìn so bình thường chủy thủ càng ngắn nhỏ, kỳ thật có khác huyền cơ, lưỡi dao là nhưng co duỗi khống chế cơ quan ở chui đao thượng hứa chiếu dung theo lời làm theo thử một hồi thập phần thích thật là một phen hảo chủy thủ trong đầu xẹt qua nàng sát gà khi dứt khoát lưu loát một đao đoạn hầu một màn cố lân ma xui quỷ khiến bất giác thiện ý nhắc nhở này chủy thủ đặc biệt sắc bén hứa cô nương dùng thời điểm tiểu tâm chút một là đừng bị thương chính mình nhị thị phi đến bất đắc dĩ tốt nhất không cần hướng người trên cổ tiếp đón vạn nhất một cái thu không được sẽ đoạn hầu a người không phải gà nếu thật sự giết người, chẳng sợ người nọ nên sát, nàng cũng trốn không thoát hình phạt, mặc dù là hắn muốn thế nàng vận tác cái hảo kết quả cũng rất khó. Hứa Chiếu Dung cũng không biết hắn não bổ chút cái gì, nếu là biết nhất định phải dở khóc dở cười. Tôn trọng sinh mệnh, mạng người lớn hơn thiên đạo lý, lớn lên ở tân xã hội nàng so với hắn muốn càng minh bạch, sao có thể động tác giết người. Nhưng nàng biết hắn là hảo tâm nhắc nhở, gật gật đầu, cố công tử yên tâm. Chương 88 đại ngỗng đánh người xấu tiễn đi cố lân, thừa dịp thiên còn sáng lên hứa chiếu dung thiêu nước ấm rửa chén tắm rửa làm đệ đệ muội muội cũng đều tắm rồi hết thảy đều thu thập thỏa đáng thiên tài mới vừa đêm đen tới nàng không có gạt hai tiểu hài nhi một năm một mười cùng bọn họ nói hôm nay cao cổ tới đi tìm phiền toái chuyện này a thanh kêu sợ hãi một tiếng nhào vào hứa chiếu dung trong lòng ngực gắt gao ôm nàng hơi hơi phát run a tranh phản ứng không có lớn như vậy nhưng cũng nhấp môi khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng bệch Hứa Chiếu Dung trong lòng sinh liên, tiểu hài nhi rốt cuộc quá nhỏ, kia hai năm ăn nhờ ở đậu, lo sợ không yên không nơi nương tựa. Bị người tra tấn không chỉ là thân thể, còn có tâm linh. Cao gia cho bọn hắn bịt kín bóng ma tâm lý đến tục cùng có bao nhiêu đại, liền Hứa Chiếu Dung chính mình đều không thể xác định. Nhưng nàng thực xác định, nếu bọn họ đi không ra, này bóng ma đem dây dưa bọn họ cả đời. Đi ra bóng ma, từ thu thập cao cổ cái loại này ngoại trung cường làm, bắt nạt kẻ yếu kẻ bất lực bắt đầu đi. Thanh Nhi ngoan, A Tranh cũng đừng sợ, chúng ta hiện tại cùng Cao Gia không còn có nửa điểm quan hệ, bọn họ dám khi dễ chúng ta, chúng ta liền cùng Lý Chính bá cáo trạng đi. Bọn họ dám lên môn, chúng ta liền đuổi đi bọn họ đi. Bọn họ khi dễ không được chúng ta. A Thanh, hứa chiếu dung tay nhẹ nhàng vỗ A Thanh mặt, tỷ đã nói với ngươi, có tỷ ở đâu? A Thanh chỉ cần tin tưởng tỷ liền được rồi, được không? Hứa chiếu thanh mở to hai mắt không chớp mắt nhìn nàng, trong mắt sợ hãi dần dần rút đi, Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tin tưởng, tỉ. Thật ngoan. Hứa Chiếu Dung cười rộ lên, ra vẻ nhẹ nhàng đậu nàng, tới, cấp tỉ cười một cái, a à thanh a à thanh, mau cười một cái. Hứa Chiếu Hoàng trả không cười, Hứa Lương tranh trước ha ha. Cười lên tiếng. Hứa Chiếu Thanh nghe thấy được, cũng nở nụ cười. Ngoan, cao gia người không có gì bản lĩnh, chúng ta a, à, không sợ bọn họ a. À. Hứa Chiếu Dung một tay ôm lấy một cái. Hứa Chiếu Thanh ngoan ngoãn dựa sát vào nhau nàng. Hứa lương tranh có chút ưu sầu, tỷ cao cổ hắn như vậy hung, hắn, hắn vẫn là cái đại nhân, lớn lên như vậy tráng, vạn nhất hắn động thủ đánh người làm sao bây giờ? Ai, ta nếu là mau mau lớn lên, học xong cố đại ca công phu thì tốt rồi. Hứa. Chiếu dung kinh miệt cười, cao cổ về điểm này như sức trâu tính không được cái gì, ngươi xem ngư sức lực đủ đại đi. Còn không phải dễ bảo gọi người ăn mặc lỗ mũi, thành thành thật thật cày ruộng. Tỷ có biện pháp đối phó hắn. Qua, y quá tốt rồi. Chúng ta nghe tỷ. Nghe tỷ. Hứa Chiếu Dung vui mừng cười, đi, chúng ta làm chút chuẩn bị đi. Y Hứa Chiếu Dung hiểu biết, cao cổ ban ngày bị kinh hách ăn mệt, khẳng định nuốt không dưới khẩu khí này, ban ngày hắn là không dám lại đến, nhưng là buổi tối hắn tám phần sẽ không cam lòng muốn thừa dịp đêm đen phong cao, đêm khuya tĩnh lặng trả thù trở về. Làm tốt an bài, Hứa Chiếu Dung liền lãnh đệ đệ muội muội đóng cửa, tắt đèn, ngủ. Hảo hảo ngủ. A Thanh ngoan ngoãn ngủ. A Tranh hiển nhiên muốn càng lo lắng một chút, tỷ, thật sự, thật sự có thể chứ. Đương nhiên, yên tâm lạc. Tỷ nói khi nào có bỏ lỡ. Ân, ha hả. Tỷ tỷ định liệu trước thái độ hiển nhiên làm hắn an tâm không ít. Không bao lâu, trong bóng đêm truyền đến tiểu hai anh em đều đều lâu dài hô hấp. Hứa chiếu dung miễn cười câu môi, nhà nàng tiểu hài nhi vẫn là khá tốt hống. Này cũng thuyết minh, bọn họ tâm tính kỳ thật rất cường đại, không có chịu này quá lớn ảnh hưởng. Hứa Chiếu Dung cũng yên tâm ngủ. Nửa đêm, Hứa Chiếu Dung tỷ đệ muội ba cái là bị trong viện quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết cùng hai chỉ đại nga 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 ngỗng thanh âm đánh thức, cùng với hỗn tạp cao cổ kêu trời khóc đất chửi bậy thanh. Hứa Chiếu Dung không có đốt đèn, mà là trước tiên xuống giường vội đêm mới vừa tỉnh A Thanh ôm lấy, hướng A Tranh làm cái hư. Thủ thế. Trong viện động tỉnh rất lớn. Bằng không giấc ngủ thực tốt tiểu hai anh em sẽ không bị đánh thức tiểu hai anh em mơ hồ đầu nhỏ tử dần dần thanh tĩnh nghe bên ngoài động tĩnh hứa lương tranh đôi mắt đều trừng sáng cao hứng phấn chấn là đại ngỗng nha tỷ đại ngỗng thật là lợi hại nha a thanh cũng lộ ra tươi cười đại ngỗng đánh người xấu hứa chiếu dung cười khẽ ân tỷ mua đại ngỗng trở về chính là làm chúng nó mổ người xấu đại ngỗng nhưng thông minh khả năng làm lạp hứa lương tranh oán hận hừ nói xứng đáng cũng không phải là xứng đáng chính mình dài quá tà tâm oai ý, có thể quái ai. Hứa chiếu dung một cái nhỏ yếu bé gái mồ côi mang theo càng nhỏ yếu đệ muội sinh hoạt, sao có thể không điểm nhi phòng bị. Nàng đã sớm bối trở về tràn đầy hai sọc hạt dẻ xác đâu từng cái hạt dẻ xác đều là trải qua nàng tỉ mỉ chọn lựa, cái đại, xác hậu mà no đủ, thứ trường mà bén nhọn cứng rắn, dẫm lên một chân, bảo quản sản phiên thiên. Tối hôm qua nàng mang theo đệ đệ muội muội tại tiền viện buông xuống không ít hạt dẻ xác đại ngỗng qua xá buổi tối theo thường lệ là không đóng cửa, phàm là có động tĩnh, nó hai cũng sẽ không khách khí, hộ gia hộ chủ thiên tính làm chúng nó sức chiến đấu bạo lều. Cao cổ hôm qua rơi không nhẹ, trở về hùng hùng hổ hổ mắng lão nửa ngày. Thật vất vả ai đến nửa đêm, lén lút liền sờ qua tới. Nghe nói hứa chiếu dung kiếm lời không ít bạc, hơn nữa hứa chiếu dung rơi xuống nước chuyện này đã qua đi rất lâu rồi, hắn số lượng không nhiều lắm chột dạ cũng biến mất hầu như không còn, đối tiền bạc tham lam, cùng với về điểm này nhi bất tử sắc tâm quấy phá, cao cổ rốt cuộc nhẫn nại không được hắn tưởng rất mỹ, chỉ cần cường hứa chiếu dung, không sợ nàng không ngoan ngoãn nghe chính mình. Đến lúc đó còn không phải chính mình nói cái gì chính là cái gì. Nàng một cái nhược nữ tử dám như thế nào? Liền tính kiếm lại nhiều tiền, còn không phải vào chính mình túi. Còn có thể bạch ngủ, nhiều tính ra. Cao cổ càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, hắn thật đúng là thông minh nha, nghĩ vậy sao tốt chủ ý. Hắn không nghĩ tới, chính mình một bước vào này rào tre viện, đã bị hòn đá vướng một chân, đi phía trước ngã trên mặt đất nếu là gần té ngã cũng liền thôi không nghĩ tới này một ngã nhào vào cái gì mọc đầy thứ ngoạn ý thượng đau đến hắn kêu thảm thiết lên hai chỉ đại ngỗng chấn kinh nga 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 kêu la chạy ra dựng cổ trừng mắt đậu xanh mắt hung ba ba trừng mắt cao cổ cao cổ chính lại kinh lại đau thẹn quá thành giận oán hận trừng qua đi múa may tay quát mắng lăng 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 bẹp mau súc sinh Giữa nhà tướng quân chỗ nào có thể chịu được loại này nhục nhã lập tức vùng vẫy cánh nga 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 hung ác nhào lên đi mổ hắn cao cổ tức điên một bên mắng bẹp mau súc sinh ngày mai liền giết các ngươi ăn thịt một bên duỗi chân đá hắn căn bản không đem hai chỉ ngỗng để vào mắt theo sau hắn lập tức trả giá thảm thống đại giới giữ nhà tướng quân hoàn toàn bị hắn chọc giận nga 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 mổ đến càng hung cao cổ căn bản không phải đối thủ lúng cuốn tay chân ăn đau gọi bậy vô ý lại một cái té ngã một đoàn thứ hung hăng chui vào hắn đầu gối kích thích hắn lớn tiếng kêu thảm thiết hai chỉ giữ nhà tướng quân nhưng không hiểu cái gì kêu chuyển biến tốt liền thu thừa thắng xông lên một chút không buông tha hắn ở trên người hắn loạn mổ có một ngụm còn mổ tới rồi trên mặt hắn đau đến hắn tiếng kêu đều bổ giọng cao cổ sợ hãi một bên chữa bậy một bên bò dậy muốn trốn tới cũng tới rồi chỗ nào dễ dàng như vậy đào tẩu giữ nhà tướng quân cũng sẽ không chiều hắn hai cái đánh phối hợp truy hắn mãn viện tử chạy loạn gọi bậy trốn không thoát thỉnh thoảng có cầu gai chọc đến chân càng làm hắn khổ không nói nổi, kêu thảm thiết không thôi. Chương 89 có người làm tạch, trong thôn không thể nhẫn hứa chiếu dung tỷ đệ muội nhưng không chỉ là trên mặt đất bất động thanh sắc rải hảo chút hạt dẻ cầu gai, còn dùng nhánh cây xuyến hảo chút cắm trên mặt đất tất cao cầu gai vị trí, bảo quản đem một đôi cẳng chân chiếu cố chu chu đáo đáo. Cao cổ nếu dám đến, đương nhiên muốn cho hắn chung thân khó quên. Cao cổ ngay từ đầu còn thực kiên cường chữa bậy nguyền rủa, dần dần mà đau chỉ còn lại có sợ hãi, biến đổi đa dạng chửi bậy cũng biến thành chỉ một tuần hoàng, cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng A. Hai tiểu hài tử nghiêng tai lắng nghe bên ngoài náo nhiệt, khuôn mặt nhỏ thượng đã sớm đã không có sợ hãi. A tranh chinh đến tỷ tỷ cho phép, còn cố ý chạy đến bên cửa sổ, nhón mũi chân, nửa hít mắt từ cửa sổ khe hở ra bên ngoài xem, thỉnh thoảng che miệng nhạt ra tiếng. A thanh thấy, chớp chớp đen lúng liếng xinh đẹp đôi mắt, nhịn không được triều bên kia xem xét cổ hứa chiếu dung nhìn thoáng qua nóng lòng muốn thử tiểu cô nương xoa xoa nàng đầu lại cười nói a thanh có phải hay không cũng nghĩ tới đi xem a thanh dùng sức gật đầu gật đầu gật gật đầu hứa chiếu dung cười khẽ nửa ông nàng xuống giường đi thôi a tranh nhìn muội muội a tranh xoay người hướng a thanh vương đôi tay a thanh a thanh tới a thanh cười khúc khích triều ca ca chạy tới tiểu hai anh em ghé vào một khối viện cửa sổ phùng ra bên ngoài xem hì hì cười không ngừng Tuy rằng hứa chiếu dung nhà bọn họ ở tại thôn ven, nhưng rốt cuộc vẫn là ở trong thôn. Hơn phân nửa đêm vốn dĩ liền rất an tĩnh, cao cổ quỷ khóc sói gào cùng vết heo dường như ngao ngao kêu thảm thiết, bừng tỉnh vô số người. Ngay từ đầu bị bừng tỉnh các thôn dân còn tưởng rằng là chính mình nằm mơ, cẩn thận vừa nghe, dọa nhảy dựng, cuốn quyết rời giường chạy ra đi theo tiếng mà đến. Này động tỉnh, phàm là còn có chút phàm nhân tâm, chỗ nào có thể không chạy tới xem. Các thôn dân lần lượt vội vàng mà đến, thực mau liền tới rồi mười người tới lý chính tống đại nương chờ thực mau cũng tới vừa thấy đến cao cổ kia chật vật dạng giật nảy mình tể ở cửa không dám vào đi sợ đem hai đại ngỗng lực hấp dẫn kéo qua tới này không phải cao cổ sao đúng vậy chính là cao cổ hắn như thế nào tại đây sao lại thế này nha này ai da này hai đại ngỗng quái hung liệt nhìn một cái cao cổ đều bị mổ thành gì dạng lạp hứa chiếu dung dặn dò tiểu hai anh em trong chốc lát nhất định không thể cười có thể làm bộ khổ sở nếu thật sự không nín được muốn cười nói kia nhất định phải cúi đầu banh mặt nỗ lực chịu đựng làm mọi người đều cảm thấy cao cổ khi dễ chúng ta a tranh ánh mắt sáng lên đã hiểu ân 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 vội vàng gật đầu a thanh chớp chớp mắt cũng đi theo gật đầu nàng không hiểu vì cái gì muốn làm như vậy nhưng là nàng biết nghe tỷ nói hảo lạc chúng ta đi hứa chiếu dung một tay một cái nắm bọn họ rốt cuộc mở cửa đi ra ngoài lý chính bá thím tống đại nương các vị đại gia đại nương thím thúc bá đại ca tẩu tử hứa chiếu dung ngữ khí lo sợ không yên tự hồ còn có một tia ngẹn ngào cao cổ nha đầu chết tiệt kia còn không chạy nhanh kêu đình này hai súc sinh mau kêu chúng nó dừng lại a a a hứa chiếu dung chịu đựng buồn cười nhẹ gọi vài tiếng hai chỉ đại ngỗng lúc này mới thu hồi cánh duỗi trường cổ hướng cao cổ kêu ngạo kêu to vài tiếng, nghênh ngang đi đến hứa chiếu dung bọn họ tỉ đệ muội bên cạnh. A tranh, A thanh một người ôm một con, nhẹ nhàng vuốt ve chúng nó mau, đau lòng đến không được. Đại ngỗng giáo huấn người xấu chạy tới chạy lui cũng là rất mệt nha. Cao cổ nằm trên mặt đất nghe răng trợn mắt kêu đau, mọi người xem hắn xiêm y xé rách vài khối, tóc sớm đã tan, trên người lăn rất nhiều cọng cỏ, mà ngay cả trên mặt đều có vài đạo vết máu, đều bị trong lòng một cái run run, thầm kêu hảo thảm ánh mắt lại dừng ở hai chỉ đại ngỗng trên người, liền có chút thay đổi dạng. Hảo hung, hảo hung tàn. Cao bà tử cùng triệu thị khóc kêu bôn đi lên đỡ cao cổ, cao cổ gần nhất là đau, thứ hai căn bản không mặt mũi lên, càng thêm vết heo dường như ngao ngao kêu lên, không chịu khởi. Triệu thị khóc lớn, thiên vết, này không phải hại người sao? Vậy phải làm sao bây giờ nha? Cao bà tử hung tận trừng hứa chiếu dung, một lăng long lóc bò dậy điên cuồng dường như vọt qua đi, nha đầu chết tiệt kia, Ngươi hại nhà ta a lãnh Lão nương liều mạng với ngươi Ai ai, ngươi này làm gì đâu Nha, cao tẩu tử Động thủ nhưng không được Có chuyện hảo hảo nói Chính là sao Lý chính tức phụ, con dâu, tống đại nương Mẹ chồng nàng dâu chờ đã sớm vọt tới Hứa chiếu dung bên người quan tâm quan tâm Chỗ nào dung cao bà tử sằng bậy Các nàng một qua đi Hảo trúc thiếm đám tức phụ cũng đều đi qua Tự nhiên cũng đều sẽ ngăn trở cao bà tử Thứ nhất Lý Chính Gia mặt mũi vì cái gì không bán. Thứ hai hứa chiếu dung y thuật thực không tồi, đắc tội ai cũng đừng đắc tội đại phu A. Tam tắc, cao cổ hơn phân nửa đêm vì cái gì sẽ xuất hiện ở hứa gia tiểu viện tử, ai trong lòng biên không rõ ràng lắm. Bốn phép tính, thế nhân tuyệt phần lớn đều có thương tiếc đồng tình nhỏ yếu lòng trắc ẩn, hứa gia tỷ đệ muội chính là kẻ yếu, cao gia mẫu tử là cái gì mặt hàng ai không biết. Cao bà tử thấy mọi người đều che chở hứa chiếu dung tỷ đệ muội chính mình căn bản gần không được trước càng thêm tức muốn học máu cùng các ngươi cái gì quan hệ đều cút ngay cho ta này tiểu tiện nhân đem ta nhi tử làm hại thảm như vậy hôm nay nàng nếu là không cho cái công đạo chuyện này không để yên hứa chiếu dung ngươi cấp lão nương lăng ra đây hứa chiếu dung càng không nàng nhưng không nghĩ cùng cao bà tử trước mặt mọi người đánh nhau lẳng lặng thưởng thức cao bà tử phun hỏa long dường như loạn phun lại lấy nàng không hề biện pháp chẳng phải là càng sản cao đại nương Ngài có phải hay không trước làm ngài nhi tử giải thích giải thích, vì cái gì nửa đêm sẽ xuất hiện ở nhà ta trong viện. Ngài nhi tử muốn làm gì? Ngươi còn dám hỏi? Cao bà tử trong mắt phun hỏa, ác thanh thét chói tai. Phản phất hứa chiếu dung dám. Can đảm ở nàng trước mặt tranh luận chất vấn chính là tội ác tày trời. Ta vì cái gì không dám? Ngài không dám nói, chẳng lẽ đây là làm tặc. Ngươi mới làm tặc đâu. Hắn ban đêm ngủ không được tùy tiện đi một chút trải qua nơi này tùy tiện nhìn xem không được sao. Trung quanh một trận hư thanh, châu đầu ghé tai đều là phung tào cao bà tử kỳ ba vô lại. Loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu A. Chính là, cao bà tử trên mặt cũng có chút thiêu hoảng, nhưng cao cổ hơn phân nửa đêm sờ qua tới bị nhiều người như vậy bắt vừa vặn, nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng chính mình nhi tử, nàng có thể không vì hắn giải vây sao? Chẳng sợ lý do lại hoang đường lại như thế nào? Nàng nhận định đó là như thế, ai có thể nói không phải. Đến nổi bên, lúc này nhưng đành phải vậy. Nhìn đến nhi tử như vậy thê thảm, nàng càng là trong lòng bốc hỏa, hận không thể đánh chết hứa chiếu dung. Hứa chiếu dung lạnh lùng nói, cao đại nương nói như vậy ta nhưng không ủng hộ. Trong thôn có cái hơn phân nửa đêm phi người sơn tặc, nói vậy mọi người về sau đều không yên phận đâu. Nhà ai tiền viện hậu viện không chất đống nông cụ, không dưỡng gà vịt a Chẳng sợ cuối cùng vườn rau đồ ăn, kia cũng là không dễ dàng được đến. Cao bà Tử Kinh Hải biến sắc, trống giận lại muốn đi phía trước hướng nhà đầu chết tiệt kia, lão nương xé nát ngươi miệng. Kêu ngươi nói hưu nói vượng. Ai như thế nào lão muốn đánh người đâu? Chính là, nhà các ngươi cũng quá bá đạo, quá khi dễ người đi. Tiểu Hứa nói không sai, Lý Chính Chất a, à, chuyện này cần thiết thẩm rõ ràng, nếu không mọi người đều không yên phận. Chương 90 hơn phân nửa đêm tùy tiện đi dạo. Đối. Nhà ta gà đều nhốt ở hậu viện đâu? nhà của chúng ta cũng là nhà ta sim y thường xuyên lượng ở trong sân qua đêm đâu như vậy vừa nói ta cũng lo lắng nhà ta vườn rau đồ ăn nhưng không nhiều lắm a à, miễn cưỡng đủ nhà mình ăn này nếu là có ai hơn phân nửa đêm đi trộn đồ ăn nhưng làm sao bây giờ a à. hứa chiếu dung nói lệnh ở đây tất cả mọi người coi trọng lên nhìn về phía cao gia mẫu tử ánh mắt liền không như vậy hiền lành phàm là cái nào trong thôn xuất hiện một cái bổn thôn trộm cách làm tặc người kia tuyệt đối là một tối kỵ húy cho dù là đương tiểu mau tặc cơ hồ đều sẽ không đối bổn thôn người, đối chính mình các hàng xóm láng giềng xuống tay. Bởi vì một khi làm như vậy, chẳng khác nào đem chính mình đường lui phá hỏng. Cao bà tử, triệu thị, bao gồm ngồi dưới đất rầm rì kêu lên đau đớn không mặt mũi lên cao cổ hiển nhiên đều rất rõ ràng đạo lý này đều bị hoãn một con trong lòng đem hứa chiếu dung mau mắn đã chết. Thật ác độc, hảo tàn nhẫn nột. Không có, tuyệt đối không có. Ta nhi tử tuyệt đối không phải loại người này. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi dám bị đặt, ngươi an cái gì tâm nột ngươi? Ta như thế nào bị đặt? Cao Đại Nương nói kia lời nói không chê buồn cười sao? Hôm nay ngươi nhi tử làm tặc ngươi một hai phải nói là hơn phân nửa đêm tùy tiện đi dạo, này có ý tứ, hơn phân nửa đêm tùy tiện đi dạo như thế nào dạo nhà của chúng ta trong viện tới. Như vậy ngày mai buổi tối, ngày kia buổi tối, hắn lại muốn tùy tiện đi dạo thượng nhà ai sân đi đâu. Ngươi nói bậy. Nói bậy. Lão nương xé nát ngươi miệng. Cao đại nương nếu một hai phải như vậy càng quấy, là muốn buộc ta báo quan sao? Ngươi dám? A, à, làm tặc lại không phải ta, ta vì sao không dám? Chuyện này các ngươi cao gia không cho ta cái công đạo, tuyệt đối không để yên. Lý Chính bá, này quê nhà Hương Thân, ta cũng không nghĩ nháo đến báo quan kia một bước, chính là Chuyện này như dù sao cũng phải có cái cách nói không phải sao? Bằng không về sau này cao gia người cũng không có việc gì liền hơn phân nửa ban đêm thượng nhà người khác trong viện. Vườn rau tùy tiện đi dạo, thành cái dạng gì? Lý Chính không cấm gật đầu, đúng là cái này lý. Chúng thôn dân cũng sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, chuyện này cần thiết làm rõ ràng. Hơn phân nửa đêm dạo nhà người khác sân. Vui đùa cái gì vậy sao? Ha ha, tiểu hứa gia nếu là không có này một đôi đại ngỗng, kia nhưng khó mà nói đâu. Chúng ta trong thôn không thể cho phép làm tặc. Không sai. Lý Chính lạnh lùng liếc cao bà tử, cao tẩu tử chuyện này không có khả năng tùy ý ngươi càng quấy như vậy qua đi cao cổ ngươi là ăn ngay nói thật thừa nhận đâu vẫn là muốn ta ngày mai triệu tập tục lão thôn lão nhóm khai từ đường vẫn là tưởng thượng trong nha môn nói nói chúng ta trong thôn tuyệt đối không có khả năng cho phép loại này bại hoại không khí sự tình tồn tại trọng đạo loại sự tình này một khi nếm tới rồi ngon ngọt dựa vào càng quấy chơi xấu liền có thể lừa dối quá quan về sau có thể ngừng nghĩ sao càng ác liệt một chút nếu là có người cũng nổi lên oai tâm đi theo học đâu hòa giai thôn chẳng phải là muốn trở nên thanh danh hỗn độn. Toàn thôn chưa gã nữ đều phải chịu ảnh hưởng. Lý chính tuyệt đối không cho phép tồn tại loại này không xác định nguy hiểm. Cao gia người đều dọa tới rồi. Cao bà tử môi run run, rốt cuộc không dám lại nói nói vậy, chỉ là một đôi mắt phản phất tôi độc, hung tận trừng hứa chiếu dung, trong lòng đã sớm đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Tiểu tiện nhân. Nàng làm sao dám? Gan chó. Cao gia người mặt đều mất hết. Đều là nàng làm hại. Cao cổ cũng trăm triệu không nghĩ tới sự tình chuyển biến bất ngờ sẽ đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn chẳng những thống hận, càng phẫn uất bất bình, những người này đôi mắt chẳng lẽ đều mù sao. Chẳng lẽ cũng chưa thấy bị hứa người nhà khi dễ bị tội chính là hắn sao. Hắn đều thảm như vậy, cư nhiên từng cái còn trách hắn. Lý chính thấy bọn họ toàn gia đều không hé răng, hiển nhiên cũng không tính toán nhận sai, lạnh lùng cười, đem cao cổ quan nhập từ đường, sáng mai lại hảo hảo thẩm hắn. Tiểu hứa ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Không được. Không cần a. À. Cao bà tử mẹ chồng nàng dâu không hẹn mà cùng biến sắc kêu sợ hãi. Cao cổ cũng rung lập cập trong lòng sợ hãi. Hơn phân nửa đêm đem hắn ném đến trong từ đường như vậy sao được. Trước cuộc làm chuyện trái với lương tâm, hắn liền tính lại hoành ở tổ tông trước mặt cũng sẽ cảm thấy chột dạ sợ hãi. Huống chi ngày mai lý chính thật sự triệu tập tộc lão, thôn lão nhóm thẩm hắn, kia, kia, kia. Phải làm sao bây giờ? Mấy cái tuổi trẻ nam nhân đáp ứng một tiếng, tiến lên liền phải đi bắt cao cổ. Cao cổ tình thế cấp bách kêu to, là hứa chiếu dung kêu ta tới. Cái gì? a à, Mọi người đồng thời sửng sốt. Cao cổ trong lòng đại hỷ, chỉ vào hứa chiếu dung kêu la, là nàng kêu ta tới. Này nha đầu chết tiệt kia câu dẫn ta. Nam nhân sao, có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, ta này không phải tới. Ai ngờ này hai súc sinh nháo lên, dọa ta một cú sốc, kinh động người trong thôn tới, này tiểu tiện nhân sợ bại lộ bị người phỉ nhổ liền làm rùa đen rút đầu trái lại hại ta lý chính thúc ta oan uổng a à. đều là này tiểu tiện nhân hại ta lý chính thúc ngươi phải vì ta làm chủ a à. cao bà tử mắng to hứa chiếu dung hảo a à ngươi cái nha đầu chết tiệt kia chính ngươi lả lơi ông bướm không bị kiềm chế ngươi hại chết ta nhi tử triệu thị cũng mắng hứa chiếu dung câu dẫn ta nam nhân không biết xấu hổ phi ngươi không biết xấu hổ trong đám người một mảnh ồn ào nổ tung nồi. Đại bộ phận người là không tin, nhưng cũng có người nửa tin nửa ngờ cảm thấy có khả năng, cũng có việc không liên quan mình thuần túy chính là xem náo nhiệt, nếu là xem náo nhiệt, ước gì náo nhiệt càng lớn mới càng đẹp, lúc này nhất hưng phấn nhảy nhóc lung tung nghị luận đến nhất hoang. Đủ rồi. Hứa chiếu dung hung hăng trừng cao bà tử mẫu tử, đầy mặt trào phúng cười lạnh nói, ta câu dẫn hắn. Cao đại nương, cùng các ngươi cao gia giải trừ hôn ước là ta chủ động nói ra đi. Ta liền ngươi cái kia đương đại quan, tiền đồ vô lượng, lớn lên lại tuổi trẻ vừa anh tuấn tiểu nhi tử đều từ bỏ, ta sẽ muốn loại này vai không thể gánh tay không thể đề, tuổi đại, không đúng tí nào, lại xấu lại lười kẻ bất lực. Ngươi đang nói cái gì chê cười. Hứa chiếu dung ánh mắt khinh miệt cười nhạo, ta hứa chiếu dung hiện giờ bán thảo dược quá đến hảo hảo, không biết thật tốt, ta câu dẫn hắn đồ cái gì. Đồ hắn lớn lên xấu, đồ hắn kẻ bất lực. Rất nhiều người nhịn không được cười ha ha. Câm miệng, câm miệng. Cao cổ so lúc trước càng thêm vẫn nộ, trong mắt lửa giận hừng hực, câm miệng cho ta. Ngươi, ngươi. Lão tử giết ngươi. Hứa chiếu dung vừa thấy cao cổ kia vặn vẹo bộ mặt liền biết hắn ghen ghét, chẳng những ghen ghét, còn ghen ghét thảm. Tưởng cũng là, hắn khi còn nhỏ toàn gia đều khen thông minh, còn làm hắn đi học đường, liền cao bà tử kia há mồm, chỉ sợ không biết nói qua nhiều ít hắn tương lai phải làm tú tài, phải làm quan, toàn gia đều phải dựa hắn hưởng phúc, tổ tông cũng muốn dựa hắn quan diệu môn mi từ từ. Phụng đến càng cao quan ngã càng tàn nhẫn. Đọc sách nào có dễ dàng như vậy? Cao cổ khảo tam hồi đồng sinh cũng chưa thi đậu, sau lại cao lão nhân qua đời, cung không dậy nổi hắn niệm thư, hắn cũng chỉ đến đầy bụng bực tức đã trở lại. Mấy năm nay không thiếu cùng cao bà tử trí khí, hắn tổng cảm thấy chính mình nếu là tiếp tục niệm, khẳng định có thể làm quan, là trong nhà hại hắn, chậm trễ hắn. Chính là, nhìn xem, hắn đệ đi bộ đội hỗn ra tên tuổi, hắn mặc dù cao hứng đắc ý trong nhà có cái chỗ dựa, nhưng sâu trong nội tâm, lại như thế nào cam tâm. Chương 91 cốc ghẻ chuyên sẽ ghê tởm người hứa chiếu dung những lời này tương đương chọc hắn phổi còn muốn giảo thượng mấy giảo, hắn sao có thể chịu được. Hứa chiếu dung bắt lấy hắn nói phẫn nộ, ngươi chẳng những làm tặc, bôi nhọ ta, còn muốn giết người. Các ngươi cao gia người thật ghê gớm a. À. Ta đó là khí lời nói, ngươi đừng nói bậy. Cao cổ trong lòng toan thủy ứa ra ghen ghét đến trong lòng âm u vạn vẹo bò sát, hận cực kỳ hứa chiếu dung, trong miệng càng thêm không ngăn cản lên, một hai phải kéo nàng xuống nước không thể. Hắn thậm chí nhịn không được hưng phấn lên, trong sạch thanh danh đối cô nương gia tới nói có bao nhiêu quan trọng. Nếu là đem nàng trong sạch thanh danh giảo hợp hỏng rồi, nàng trừ bỏ theo chính mình còn có thể có con đường thứ hai có thể đi sao? Không có. Hứa chiếu dung đối chọi gây gắt, trào phúng toàn bộ khai hỏa, tiền đồ vô lượng cao dũng nàng đều không cần, sẽ muốn hắn. Chính thê không lo tình nguyện cho hắn đương thiếp này mãn viện tử mai phục hạt dễ xác hai chỉ hung ác vô cùng đại đại ngỗng điểm nào như là muốn cùng người thông đồng nghe nàng lời nói mặc dù nguyên bản có chút nửa tin nửa ngờ người nhìn nhìn cao cổ kia phó cây đôi mắt bộ dáng cũng đều cuốn quyết đừng khai đôi mắt liền bức công dung này có thể nói đến ra tới hứa chiếu dung câu dẫn hắn nói da mặt cũng là đủ hậu chỉ là hắn hiện tại hoàn toàn chính là một bộ lợn chết không sợ nước sôi dạng cao bà tử hùng hùng hổ hổ, hổ hứa chiếu dung lả lơi ông bướm triệu thị khóc đến vẻ mặt nước mắt nước mũi ồn ào hứa chiếu dung câu dẫn nàng trượng phu cứ việc mỗi người đều biết đây là lời nói vô căn cứ nhưng bọn hắn một mực chắc chắn cũng là đủ ghê tẩm người mọi người đều lão đại vô ngữ hứa chiếu dung cũng bị này toàn gia ghê tẩm quá sức cười lạnh nói xem ra các ngươi là cảm thấy ta quá dễ khi dễ phải không cóc ghẻ chuyên sẽ ghê tẩm người cũng không chiếu chiếu chính mình cái gì bộ dáng này mãn trong thôn ai có thể nhìn trúng ngươi phi ngươi là thật dám nói nàng mọi nơi vừa thấy, chạy vội tới ven tường nắm lên một cây thật dài trúc cái chổi, buông qua đi không đầu không đuôi hướng về phía cao cổ hai vợ chồng chính là một hồi béo tấu. Một bên tấu một bên đau mắng. Khi ta dễ khi dễ. Khi ta dễ khi dễ. Các ngươi hai vợ chồng đều không phải đồ vật. Hướng ta trên người bát nước bẩn dựa vào cái gì? Bằng các ngươi không biết xấu hổ. Bằng các ngươi đủ đê tiện vô sĩ sao? Kêu các ngươi nói hưu nói vượng, đánh chết các ngươi đánh chết các ngươi. Cao cổ, triệu thị giết heo dường như ngao ngao thét chói tai, vặn vẹo bò sát, trên mặt đất lăn lộn. Hứa chiếu dung côn bỗng mưa rền gió giữ cùng quét mà qua, nàng là đại phu, biết như thế nào đánh người lại đau cũng sẽ không xảy ra chuyện. Khi hai vợ chồng hoàn toàn ngốc, hoảng không chọn lộ muốn trốn lại căn bản trốn không thoát chật vật cực kỳ. Cao bà tử thất khiếu bốc khói, mắng đi phía trước hướng, trong bóng đêm kiều tam thẩm lặng lẽ nhất chân một vướng, cao bà tử thét chói tay tầng tầng lớp lớp đi phía trước quăng ngã bay đi ra ngoài đôi tay từng người chống ở một cái hạt dễ xác thượng tức khắc phát ra vết heo thét chói tai mọi người cũng hoảng sợ vài cái phụ nhân vội vàng đi lên đem nàng nâng dậy tới cao bà tử hai tay chưởng huyết hạt châu ra bên ngoài thấm bị rác đến kia kêu một cái thảm không nở nhìn đau nàng nước mắt đều chảy xuống tới một bên lưu nước mắt một bên mắng hứa chiếu dung kiều tam thẩm cũng không dự đoán được chính mình kia một vướng sẽ có lớn như vậy uy lực hoảng sợ sợ bị người nhìn ra manh mối, chục dạ hề hề tả nhìn xem, hữu nhìn xem, lặng lẽ sau này lui lui. Khi tiểu tiện nhân muốn đem con ta đánh chết. Muốn đem con ta đánh chết nha. Các ngươi mau cứu ta nhi tử. Mau cứu ta nhi tử. Cao bà tử hai tay chưởng huyết gâu gâu, đầu gối cũng rơi đau nhất. Hữu tâm vô lực, chỉ có thể tru lên. Chỉ là, có người đem nàng nâng dậy tới đã tận tình tận nghĩa, ai chịu giúp đỡ cao gia làm bậy. Chuyện này, nói rõ chính là cao gia mẫu tử làm được không đúng. Ngày thường đừng động nhà ai như thế nào như thế nào nhân phẩm không quá hành, cùng ai 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 động tác cãi nhau, cũng đều là có hạn cuối, tổn hại âm đức còn bất lợi mình chuyện này, ai làm. Hứa chiếu dung đảo qua đêm quét khai triệu thị, một chân đạp lên cao cổ ngực chỗ, thật mạnh một áp, trút cái chổi gần trong gan tất tới gần hắn mặt, nàng trên cao nhìn xuống lạnh như băng nói, cao cổ, ngươi lặp lại lần nữa, ta câu dẫn ngươi. Ân. Ngươi nếu không cho ta đường sống, ta là cái thà rằng đã chết cũng không chịu tao này ô danh, không bằng ta cùng ngươi đồng quy vu tận như thế nào. Cao cổ trường mắt kia gần ngay trước mắt bén nhọn cành trúc, có vài căn chỉ cần lại tới gần một chút là có thể chọc hạt hắn đôi mắt, chọc lạng hắn lỗ mũi, không cấm trước mắt biến thành màu đen. Cái này kẻ điên. Kẻ điên. Nàng không giống như là nói giỡn. Này nha đầu chết tiệt kia thật sự sẽ xuống tay. Nàng, nàng nếu là vạn nhất lộng mù chính mình, chọc lạng hắn lỗ mũi cao cổ không khỏi cả người phát lạnh hắn không cần làm người mù a nói không không phải ngươi ta ta nói bừa là ta nói bừa ta ta chính là hận ngươi không mang theo nhà của chúng ta kiếm tiền muốn trộm điểm nhi tiền bạc ngươi thề với trời lặp lại một lần vừa rồi kia vài câu tỏ vẻ đều là nói thật nếu là nói dối thiên lôi đánh xuống tổn thọ mà chết ngươi nói bén nhọn cành trúc nhòn nhọn lại tới gần đôi mắt nửa tấc cao cổ tức giận đến đỉnh đầu đều mau bay không thể không cắn răng dựa theo hứa chiếu dung nói làm hứa chiếu dung quét mọi người liếc mắt một cái ánh mắt cuối cùng dừng ở lý chính trên người lý chính bá những lời này ngài cùng mọi người đều nghe được đi lý chính gật gật đầu đều nghe được cao cổ đều lấy hắn tự mình thân gia tánh mạng thề nghĩ đến lời nói khẳng định là thiệt tình lời nói nếu không hắn thật cũng không cần như thế đúng đúng chúng ta đều nghe thấy được không sai cao cổ mau khí điên tâm nói các ngươi này đó xem náo nhiệt cẩu đồ vật, không một cái tốt. Các ngươi chỉ lo nịnh bợ lý chính cùng này tiểu tiện nhân, chờ ta huynh đệ trở về, lão tử muốn các ngươi đẹp. Ngẫm lại chính mình mặc dù là muốn ra trong lòng một ngụm ác khí, đều không thể không dựa vào hắn cái kia so với chính mình càng tiền đồ huynh đệ, cao cổ trong lòng càng khó chịu. Hứa chiếu dung một chân đem hắn đá văng ra, lạnh lùng nói, nếu có lần sau, ta nhất định vặn đưa ngươi đi gặp quan đến lúc đó đừng trách ta không dung tình cảm các ngươi cao gia người về sau nếu là muốn tìm ta xem bệnh tiền thuốc men gấp ba ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a à, ta đây liền là đoạt a này tiền ta nguyên bản còn không nghĩ đoạt đâu bất quá là xem ở quê nhà hương thân phân thượng thôi nếu không ta liền sẽ không cho các ngươi xem bệnh phi ngươi thật đúng là lấy tự mình đương đại phu lạp ai không muốn sống nữa mới tìm ngươi xem bệnh hứa chiếu dung cười nhạo đại nương tốt nhất nhớ kỹ lời này nhưng ngàn vạn đừng tới tìm ta kiên cường một chút đừng gọi ta khinh thường các ngươi. Ngươi. Cao bà tử ngực buồn đau. Cao gia mặt hôm nay nhưng xem như mất hết, nàng nhi tử làm trò toàn thôn mặt đương tặc. Lý chính lạnh lùng nói, cao cổ làm tặc trộn đạo, càng bôi nhỏ tiểu hứa, tiểu hứa phản kích thiên kinh địa nghĩa, các ngươi bị thương đó là xứng đáng. Tiểu hứa cũng không cần các ngươi bồi thường, các ngươi cũng không cho lại tìm tiểu hứa phiền toái, cao tẩu tử, ngươi nhưng nhận. Cao bà tử nguyên bản thật là tính toán ầm ỉ một hoa một phen tiền thuốc men, không nghĩ tới Lý Chính sẽ nói như vậy. Nàng trong lòng đương nhiên không vui, nhưng cũng không dám không vui, tức giận nói, nàng không ý kiến ta liền không ý kiến. Lý Chính xem hứa chiếu dung, tiểu hứa. Chương 92 việc nào ra việc đó hứa chiếu dung rất là dứt khoát, Lý Chính bá xử lý đến cực công chính, lòng ta rất là kính phục bội phục, ta không ý kiến. Nàng muốn bồi thường, cao gia khẳng định cũng sẽ dây dưa tiền thuốc men, nàng túng không sợ, chung quy phiền toái, hai tương triệt tiêu tốt nhất đến nỗi xin lỗi gì đó tâm bất cam tình bất nguyện xin lỗi nàng không hiếm lạ còn sẽ ngại ghê tởm nghe được hứa chiếu dung nói như vậy cao bà tử khinh thường cười lạnh xem thường phiên trời cao trong lòng thầm mắng phi vua nịnh nọt hứa chiếu dung cao đại nương cười lạnh khinh thường cái gì ta nơi nào nói sai làm sai sao ai không thích nghe hảo nghe lời hứa chiếu dung nói lại thỏa đáng lại thành khẩn lý chính trong lòng biên cũng cao hứng rốt cuộc người trong thôn nhưng không có hứa chiếu dung như vậy có thể nói mặc dù là khen hắn, cũng khen không dễ nghe như vậy. Có thể nghe được vài câu có trình độ khích lệ, cũng rất không dễ dàng. Hắn này chính cao hứng đâu, cao bà tử lỗ mũi hướng lên trời trợn trắng mắt hừ lạnh, thật là làm người nén giận cực kỳ. Lý chính liếc qua đi, cao tẩu tử có cái gì bất mãn cứ việc nói thẳng đi. Cao bà tử tức giận đến muốn chết, hung hăng trừng mắt nhìn hứa chiếu dung liếc mắt một cái, giận mà không dám nói gì. Không, không có bất mãn. Lý chính hừ nhẹ, nhàn nhạt nói, như vậy đêm nay việc này liền tính đi qua. Cao bà tử một bụng nghẹn khuất, đi qua. Lý Chính, Hảo, cô nương gia thanh danh dữ dội quan trọng, mọi người trong nhà biên cũng đều có cô nương, suy bụng ta ra bụng người, nghĩ đến đều có thể minh bạch, ta không hy vọng chúng ta trong thôn sau này sẽ lấy chuyện này truyền ra chút cái gì không xuôi tai tinh đồn nhảm nhí tới, nếu là bởi vì này nháo ra sự cố gì, chẳng phải thiệt hại âm đức. Các ngươi nói có phải hay không? Mọi người trong lòng rùng mình, sôi nổi xưng là gật đầu. Tiểu Hứa tỷ đệ muội ba cái cũng là không dễ dàng, không duyên cớ tao này tai bay và gió, mất công là cái lập đến lên tâm tính cứng cỏi, nếu không chỉ sợ này tánh mạng đều phải kêu cao cổ tính kế đi. Ngẫm lại hắn kia phiên lời nói, nhiều ngoan độc a, à, một mở miệng đó là buôn muốn hủy hoại tiểu cho đi, đây là thật không tích âm đức a. À. Mọi người an tĩnh, Lý Chính vẫy vẫy tay ý bảo mọi người yên tĩnh, lại hướng cao bà tử nói, các ngươi hai nhà chuyện này xem như giải quyết, hiện tại tới nói nói cao cổ đương tặc chuyện này. Cao bà tử biến sắc, không phải chấm dứt sao? Lý Chính cười lạnh, chúng ta thôn luôn luôn tới không khí thanh chính, không ai dám ở trong thôn làm ác bại hoại không khí. Ngươi nhi tử làm loại sự tình này nếu là không phạt, ta cái này Lý Chính như thế nào cùng người trong thôn công đạo. Mọi người nguyên bản trong lòng còn nói thầm bất mãn đâu, cảm thấy cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha cao cổ quá tiện nghi hắn. Tiểu Hứa gia dưỡng đại ngỗng, nhà bọn họ nhưng không có a, à, tiểu Hứa tỷ đệ muội ba cái, người đơn lực mỏng, khó tránh khỏi càng cẩn thận chút còn sẽ ở trong sân làm này đó thứ A gì đó, nhà bọn họ ngày thường chỗ nào sẽ như vậy để bụng A. Cao cổ đêm nay không đắc thủ, ai biết có thể hay không không cam lòng thượng nhà khác tùy tiện đi dạo đi. Ai còn không ngủ được mỗi ngày buổi tối thủ không thành. Nếu là không có bị trảo vừa vặn đâu. Chẳng phải là bạch tiện nghi hắn lạp. Vì thế sôi nổi tán đồng lý chính, mồm năm miệng mười đêm cao gia nhân khí trên mặt đỏ đỏ trắng trắng. Ta nhi tử không phải tặc. Không phải tặc các ngươi không cần nói bậy nha đều bắt vừa vặn còn cãi bướng nếu là hôm nào không trảo vừa vặn các ngươi không được trời cao a à? chính là đâu trong thôn có người như vậy a à, ai có thể an tâm không sai phạt cần thiết phạt đúng đúng cần thiết cho hắn cái giáo huấn cái này kêu gì tới sát gà sát gà dù sao chính là muốn giáo huấn hắn làm cho người khác cũng không dám sàng bậy cao bà tử tức giận đến nói không ra lời triệu thị khóc một bên khóc một bên chi oa gọi bậy, khi dễ người nha. Các ngươi quá khi dễ người lạp ô ô ô. Lý Chính lạnh lùng nói, phạt tiền bạc một hai sung công, dùng cho hiến tế tổ tiên là lúc mua sắm tế phẩm, cũng hảo kêu tổ tiên phù hộ chúng ta thôn thôn phong thanh thanh chính chính. Lại vô trộm các bọn đạo chích hạng người. Cái gì? Một hai. Cao bà tử đau lòng đào thịt dường như. Các thôn dân lại đều sôi nổi tán đồng. Như vậy hảo, đã khiển trách kẻ gian, lại đối tổ tông có công đạo cũng làm các thôn dân có cảnh giác không lấy bạc quan trong miệng nói lại dễ nghe có ích lợi gì thật sự cắt thịt mới có thể biết đau ngày mai nếu là không giao bạc tế tổ thời điểm nhà các ngươi liền đừng đi nữa này như thế nào thành a cao bà tử kêu to lý chính không hề phản ứng nàng đều tan đều tan đi ai tán tán đi một chút về nhà ngủ đi buồn ngủ quá ha hả ta nhưng không mệt nhọc lúc này tinh thần đâu? Thật mau, mọi người đều đi rồi. Lý Chính có tâm, Kiều Bình thản, Kiều Bình Lâm huynh đệ hai giữ lại, hỗ trợ đem cao cổ lôi kéo đi. Cao bà tử tất cả bất đắc dĩ, trong miệng lại nhảy mắng nhắc mãi, ôm hận mà đi. Hứa chiếu dung quan hảo rào tre môn, mang theo đệ đệ muội muội về phòng. Nhưng có dọa. Hai tiểu hài nhi chỉnh chỉnh tề tề lắc đầu. Tống đại nương cùng Lý Chính thím ôm chúng ta đâu. Tống đại nương còn bưng kính A Thanh lỗ tai, Lý Chính Thím cũng tưởng cho ta che lỗ tai đâu, ta nói không cần, nàng liền làm ta ngoan ngoãn đứng ở bên người nàng, không cần chạy loạn, cũng không cho loạn ra tiếng, trừ phi tỷ làm ta ra tiếng. Hứa Chiếu Dung trong lòng ấm áp, ôm nhu cười nói, Tống Đại Nương cùng Lý Chính Thím đều là người tốt, đối chúng ta đều hảo, chúng ta về sau cũng đối với các nàng hảo. Ân. Hai tiểu hài tử đều gật đầu. Hứa Lương Tranh ngửa đầu, ta hảo tưởng nhanh lên lớn lên, cao gia người quá đáng giận lạp. Bọn họ khi dễ tỷ, ta tưởng bảo hộ tỷ. Hứa Chiếu Dung cười nói, A Tranh đã thực có thể làm lạc. Từ từ tới không nóng nảy. Hứa Lương Tranh bỗng nhiên nói, tỷ, cố đại ca thật là lợi hại, chúng ta có thể thỉnh cố đại ca hỗ trợ sao? Chờ ta lớn lên, chờ ta lớn lên ta, ta, ân, ta còn cấp cố đại ca, được chưa? Hắn sẽ không nói báo đáp cái này từ. Nhìn tiểu hài nhi sáng lấp lánh tràn ngập mong đợi hai mắt, nghĩ đến cố lân, hứa chiếu dung dở khóc dở cười, đứa nhỏ ngốc nào có như vậy còn yên tâm tỷ trong lòng hiểu rõ các ngươi chỉ cần hảo hảo là được hứa lương tranh cố chấp chính là ta không nghĩ tỷ như vậy vất vả cũng không nghĩ bọn họ còn dám khi dễ tỷ hứa chiếu dung ngẩn ra trong lòng ấm áp bọn họ khi dễ không được tỷ bảo quản thấy tỷ trốn tránh đi hứa lương tranh nửa tin nửa ngờ thật sự đương nhiên mau ngủ ân tiểu hài tử giữa mày cuối cùng giảng ra vài phần vui vui vẻ vẻ ngủ hạ ầm ĩ hơn phân nửa đêm, hơn nửa ngày kế không cần vào núi tìm dược thảo quá hai ngày liền phải đi cấp lục yểu làm phẫu thuật, này hai ngày nàng tính toán lưu tại trong nhà, vạn và nhất vào núi bị thương tay chính là đại sự nhi. Hứa chiếu dung liền yên tâm đã ngủ, một giấc ngủ dậy đã là mặt trời lên cao. Ngày ảnh xuyên thấu qua sông cửa sổ nghiêng nghiêng phóng ra trên mặt đất, lắng nghe tiếng gió rào rạc, trong không khí mơ hồ còn có điểu thanh danh truyền đến, đầu hạ thời tiết, nhất thích hợp ngủ nướng. Đêm qua cao gia kia thảm dạng làm hứa chiếu dung tâm tình không tồi nên nàng trong lòng một cục đá cũng rơi xuống đất. Nàng vẫn luôn biết cao cổ sẽ làm sự, vẫn luôn không gặp hắn làm, nói thật còn rất không yên tâm. Hiện tại hảo. Chương 93 vào thành tỷ đệ muội ba cái rời giường không bao lâu, Lý Chính tức phụ cùng Tống Đại Nương trước sau chân tới. Mang theo hảo chút rau dưa tới cấp bọn họ, nhà bọn họ vườn rau tuy rằng cũng đã trồng đầy rau dưa, thường xuyên tưới nước, lớn lên cũng vui sướng hướng vinh, rốt cuộc thời gian còn không dài, Rau dưa nhóm đang lúc ở vào thời kỳ sinh trưởng, có thể ăn không nhiều lắm. Thấy bọn họ đều bị nhẹ nhàng thở ra, tối hôm qua nhưng ngủ đến còn hảo đi. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi a, à, hảo hảo là được. Hai vị tốt bụng thím ngươi một câu ta một câu dông dài rất nhiều, an ủi trấn an hứa chiếu dung, hứa chiếu dung trong lòng cảm kích. Tiễn đi các nàng lúc sau, nàng mới hậu tri hậu giác minh bạch điểm nhi, hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, tuy rằng cuối cùng chính mình thắng. Nhưng rốt cuộc sẽ truyền ra chút không tốt lắm nghe nói. Rốt cuộc ở thời đại này, trong sạch thanh danh đối một người tuổi trẻ nữ tử tới nói có bao nhiêu quan trọng không thể nghi ngờ. Người là đồng tình kẻ yếu, nhưng cũng là bắt nạt kẻ yếu. Nếu là có người nhà che chở, tinh đồng nhảm nhí chưa chắc dám làm càng, nhưng giống hứa chiếu dung gia loại tình huống này, bà ba hoa nhóm nếu muốn nói hô nói vượng bịa đặt, căn bản không hề cố kỵ. Bà ba hoa loại này sản vật, cái nào thôn, cái nào địa phương đều sẽ không thiếu nàng hứa chiếu dung lại trong sạch, chẳng sợ mỗi người đều biết cao cổ kia há mồm nói hô nói vượng, chung quy cũng sẽ có người khu môi múa mép nói cái gì rồi bỏ không đinh vô phùng trứng, không có lửa làm sao có khói, nếu nàng thật là trong sạch, như thế nào không nói người khác cố tình nói nàng. Từ từ mọi việc như thế, hứa chiếu dung căn bản biện không thể biện. Còn nữa, đêm qua nàng biểu hiện có thể nói là tương đương bưu hãn. Ngẫm lại xem, có thể đem cao cổ cái loại này cũng đau thịt dường như vô lại đều trấn trụ, mặt khác các thôn dân có thể không dọa sửng sốt sao lúc ấy mọi người có lẽ còn không có nghĩ nhiều nhưng xong việc hồi tưởng lên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy hứa chiếu dung quá hung quá mức đặc biệt một ít đại nam tử chủ nghĩa chỉ sợ càng sẽ tâm sinh phản cảm cảm thấy nàng không có cái cô nương gia nên có dạng có thể nghĩ kinh này một chuyện trong thôn không ít người chỉ sợ đều sẽ xa hứa chiếu dung khó tránh khỏi sẽ có điều nghị luận lý chính thím cùng tống đại nương chính là lo lắng nàng nghe xong những lời này sẽ trong lòng biên khổ sở bởi vậy cố ý hảo hảo an ủi an ủi nàng hứa chiếu dung nghĩ vậy chút cũng không như thế nào để ý nàng không hung hãn chút chẳng phải là phải bị người khi dễ chết mọi người đồng tình nàng về đồng tình nàng nhưng ai có thể đứng ra nghĩa vô phản cố hộ nàng đâu chỉ có nàng chính mình không có việc gì nguyên chủ có lẽ sẽ tưởng nhiều sẽ bởi vậy mà khổ sở nhưng nàng hứa chiếu dung sẽ không tốt nhất trải qua hôm qua sự tình người trong thôn đều sợ nàng đâu. Có như vậy giao hảo hai ba gia vậy là đủ rồi. Bất quá, Tống Đại Nương cùng thím nói cũng đúng, nàng này rào tre sân không quá bền chắc, tích cốc điểm nhi tiền không bằng đổi cái tường đất rào tre, trang trước chính thức đại cửa gỗ sân môn, tường xây cao một ít, an toàn. Ngô, là nên cố gắng một chút, tranh thủ năm trước đem chuyện này thu phục đi. Thuận tiện đem phòng ở cũng một lần nữa chỉnh một chỉnh. Thanh thanh tỉnh tỉnh qua hai ngày, thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời sáng lạng. Là cái làm phẫu thuật ngày lành. Hứa chiếu dung dàn xếp hảo đệ đệ muội muội trong rổ trang giải phẫu thùng dụng cụ, ra cửa vào thành. Cửa thôn rừng cây nhỏ, cố lân thừa xe ngựa đang đợi nàng. Đánh xe Giang Vĩnh nhìn thấy nàng vội từ xa phu vị trí thượng nhảy xuống, gật đầu cười đến đầy mặt ân cần, hứa cô nương, ngài tới rồi. Chúng ta công tử đã sớm ở chỗ này chờ lạp, ngài mau mời lên xe. Ngài mau mời. Hứa Chiếu Dung tuy rằng cảm thấy Giang Vĩnh nhiệt tình giống như có điểm qua, nhưng nhiệt tình tóm lại là một chuyện tốt, liền cũng cười gật gật đầu, đa tạ Giang Vĩnh đại ca. Giang Vĩnh hoảng sợ cuốn quyết xua tay, ai đừng đừng. Hứa cô nương ngài nhưng ngàn vạn đừng như vậy xưng hô tiểu nhân, tiểu nhân nhưng chịu không dậy nổi. Ngài, ngài gọi tiểu nhân một tiếng tiểu Giang liền hảo. Cố lân cũng từ trên xe ngựa xuống dưới, nghe vậy lạnh lạnh xem xét Giang Vĩnh liếc mắt một cái, ánh mắt kia tự hồ có chút cười như không cười, Nhìn về phía Hứa Chiếu Dung khi tươi cười trở nên sáng lạn, đúng vậy, hứa cô nương, hứa cô nương không cần cùng bọn hắn thách khí, mau lên xe đi. Hứa Chiếu Dung tươi sáng cười, làm phiền Cố công tử. Dĩ vãng Hứa Chiếu Dung cũng đều là như vậy gọi Cố Lân, Cố Lân không cảm thấy có cái gì không đúng, hôm nay nghe xong kia một câu gian vĩnh đại ca trong lòng không lý do khó chịu lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dĩ vãng bao nhiêu người dán lên tới kiều kiều nhu nhu gọi cái gì Cố ca ca, Lân ca ca làm hắn phản cảm chán ghét đến không được. Xa xa tránh đi liền xem cũng sẽ không nhiều xem một cái. Hắn liếc Giang Vĩnh liếc mắt một cái, đè thấp tiếng nói hơi hơi nhướng mày, "Giang Vĩnh đại ca." "Ân." Giang Vĩnh sợ tới mức run run, suýt nữa té ngã. "Hắn, hắn, hắn, hắn không dám, hắn hoang uổng a." À. Cố Lân nói xong lời này, một ánh mắt cũng không lại cho hắn, dẫm lên lên xe ngựa. "Hứa cô nương, chúng ta này liền đi." "Ân." "Đi thôi." "Là, công tử." Giang Vĩnh Lao đem hãng, cuốn quyết lái xe. Xe ngựa từ trong rừng cây nhỏ chui đi ra ngoài, xe nhẹ sai nha, ổn định vững chắc. Có ở phụ cận đỉnh núi làm việc nhi thôn dân ngẫu nhiên ngẩng đầu đi xuống ánh mắt tùy ý đảo qua, đôi mắt rộng mở sáng ngời di một tiếng, dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, cuốn quyết tiếp đón bên người tức phụ, hài tử hắn nương mau xem mau xem, đó có phải hay không xe ngựa? Là xe ngựa đúng không? Người hoa mắt cũng đừng hoa như vậy thái quá a à? Thật là xe ngựa. Nữ nhưng tức giận của trách còn không có xong, chỉ chớp mắt thấy, cũng mở to hai mắt nhìn. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc cực kỳ. Ta thiên. Không trách bọn họ kinh ngạc thành như vậy, rốt cuộc, hòa giai thôn gần nhất một lần có xe ngựa xuất hiện cũng không biết là bao nhiêu năm trước. Tề hương thân gia có xe ngựa, nhưng tề hương thân gia cũng không ở tại trong thôn, khoảng cách thôn có cái đi đường ước chừng hơn 15 phút khoảng cách, dễ dàng cũng sẽ không hướng bên này. Một chiếc xe ngựa, làm hai vợ chồng buồn bực không thôi lại hứng thú bừng bừng suy đoán thảo luận cả buổi cuối cùng đến ra kết luận sợ là tới đón tiểu hứa đi đúng rồi cũng chỉ có nàng nàng thường xuyên vào thành lại bán dược thảo lại hiểu y thuật không chuẩn là người thành phố cố ý tới đón nàng đi xem bệnh đâu còn đừng nói nàng y thuật hẳn là còn có thể lý chính gia tiểu tôn tử còn có tống đại nương không đều là nàng xem trọng sao bằng không trong thôn còn có ai có thể có xe ngựa tới đón này hai vợ chồng giữa trưa về nhà thời điểm còn cố ý thực bác quái thượng hứa ra đi chuyển động một vòng vừa thấy chỉ có hai tiểu hài nhi ở nhà vừa hỏi tỷ tỷ vào thành quả nhiên a à. hai vợ chồng hướng trong thôn như vậy vừa nói hứa chiếu dung ở các thôn dân trong lòng địa vị lập tức bay lên một tầng nàng y thuật nếu liên thành người đều nhận đồng kia khẳng định thực hảo kia nàng lại có thể bán dược thảo lại có thể xem bệnh không được tránh rất nhiều rất nhiều tiền a à. về sau mọi người vạn nhất sinh bệnh cũng không cần ưu sầu, phương tiện nhiều. Nguyên bản hồi tưởng khởi tối hôm. Qua hứa chiếu dung một cái tiểu cô nương gia như vậy bưu hãn cùng lợi hại, hảo chút lão xương cốt xem không quá thuận mắt, lúc này cũng cố kỵ lên, không quá dám khô môi múa mép. Không duyên cớ đắc tội nàng, tính không ra. Chỉ có cao gia người lại bị lôi ra tới trào phúng dẻo cật một phen. Treo gẹo chê cười bọn họ có mắt không trồng, đuổi đi thần tài. Chương 94 rất thuộc tối hôm qua chuyện này, Cao gia có thể nói là lại hao tiền lại mất mặt, cao cổ tránh ở trong nhà liền môn cũng không dám ra, cao bà tử cũng không thú vị cực kỳ, lười đến nghe những cái đó nhàn thoại giận dỗi ở nhà. Cao Xuân Huyên tối hôm qua ngủ đến quá chết không ra cửa, người trong nhà đương nhiên sẽ không nói cho nàng như vậy mất mặt chuyện này, nàng đi ra ngoài xuyến môn, kết quả nghe xong một bụng nhàn thoại thiếu chút nữa khí khóc, chạy về gia liền khóc ra tới, một bên khóc một bên của trách cấp cao bà tử nghe, cao bà tử tức giận đến gan đau, nha đầu chết tiệt kia nha đầu chết tiệt kia. Không biết mắng bao nhiêu lần. Nhưng tưởng tượng đến ngày hôm qua ban đêm hứa chiếu dung như vậy hung tàn dạng nàng liền túng. Lý chính phạt nhà bọn họ một lượng bạc tử đâu, một hai A, cấp sau khi ra ngoài lúc này còn đau lòng đâu, nàng căn bản không dám còn đi treo chọc hứa chiếu dung. Trong xe ngựa, cố lân xem hứa chiếu dung liếc mắt một cái, lại xem một cái. Hứa chiếu dung thập phần thiện giải nhân ý, thập phần sản khoái, cố công tử chính là có cái gì băng khoan sao kỳ thật thật cũng không cần hôm nay giải phẫu nàng định liệu trước bảo quản sẽ không ra cái gì bại lộ tuyệt đối làm hắn thấy qua nghiện hắn nếu là cảm thấy hảo muốn cho quân y học đi nàng không nói hai lời tuyệt không tàn tư a à. cố lân khụ khụ chậm rì rì nói hứa cô nương chúng ta rất chính đúng hay không ân hứa chiếu dung sửng sốt mới hoàng hồn hóa ra chính mình nghĩ sai rồi a à, nghĩ đến hôm trước may mắn cố lân nhắc nhở mới làm chính mình sớm có chuẩn bị trong lòng cảm kích ánh mắt càng mềm mại hòa khí vài phần, gật gật đầu không cần nghĩ ngợi, đương nhiên nha, cố công tử giúp quá chúng ta tỷ đệ muội rất nhiều vội, lại chịu chỉ điểm A Tranh, chúng ta trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Hứa cô nương khách khí, cố lân lớn như vậy không biết nghe qua nhiều ít khen nói, sớm đã thờ ơ, giờ phút này trong lòng lại rất là nhảy nhót, thừa cơ cười cười, nếu như thế hứa cô nương luôn là gọi cố công tử có phải hay không quá khách khí. Thật sự, nghe tới quái không được tự nhiên hắn này vừa nói hứa chiếu dung cảm thấy giống như cũng là, chính là. Gọi cố đại ca có thể hay không không quá thích hợp. Sẽ không. Cố lân trong lòng lúc này mới cao hứng lên, ta xem này liền thích hợp. Mọi người đều tùy ý dưới tình huống một cái xưng hô vấn đề cũng không đáng giá rối rắm, hứa chiếu dung liền gật gật đầu kêu một tiếng cố đại ca. Cố lân theo tiếng, sáng người hắc mâu trung ý cười thanh thiển, môi mỏng khẽ mở, a à dung. Hứa chiếu dung ừ một tiếng, đầu quả tim khẽ rung, hốc mắt tức khắc hơi hơi chua xót nàng các thân nhân cũng đều gọi nàng A Dung, tới rồi nơi này lúc sau, cố lân là cái thứ nhất như vậy gọi nàng người. Cố cô công tử A, cố đại ca đối hôm nay kia một hồi giải phẫu nhưng có cái gì muốn hỏi sao? Cố lân lúc này tâm tình rất tốt, lắc đầu cười nói, ta liền nhìn xem. A Dung không cần khẩn trương, vô luận có được hay không, tận lực liền hảo. Thật không dám giấu giếm, cố lân trong lòng vẫn là cảm thấy có chút khó mà tin được. Hứa chiếu dung mỉm cười, hảo. Đương nhiên sẽ thành, nàng lại không phải mới ra đời tiểu thái điểu. Xe ngựa trực tiếp xử vào lục gia biệt viện. Lục yểu, lục tịch hai anh em đã đang chờ. Lục tịch vui mừng tiến lên, hứa tỷ tỷ tới rồi. Tuy rằng hứa chiếu dung trước tiên chào hỏi qua sẽ có một vị cố công tử cùng tiến đến, nhìn đến cố lân thời điểm, hai anh em vẫn là có chút giật mình, không nghĩ tới vị này cố công tử như thế tuổi trẻ anh Tuấn, khí chất không tầm thường. Hắn không chút để ý liếc mắt một cái đảo qua thời điểm, hai anh em hô hấp theo bản năng hơi hơi đình trệ cầm lòng không đậu sinh ra ba phần trịnh trọng tới hứa chiếu dung hướng bọn họ giới thiệu cố lân này đó là cố công tử phía trước ta cùng lục công tử nói qua cố lân hướng huynh muội hai người gật gật đầu tới nơi đây đối bản địa có uy tín danh dự gia đình giàu có hắn có điều hiểu biết nhưng cũng không có kết giao ý tứ cũng không cần thiết hắn cảm thấy hứng thú chỉ là hứa chiếu dung y thuật lục yểu tuổi tuy rằng không lớn nhưng mẹ đẻ mất sớm thúc giục người trưởng thành sớm hắn lại đi theo phụ thân sinh ý trong sân lăn lộn nhiều năm trải qua rất nhiều sớm luyện liền một đôi lợi mắt nhìn ra được tới vị này cố công tử tuy rằng mặt tầm thường nhưng tuyệt phi tầm thường hạng người cố công tử không có kết giao bọn họ lục gia ý tứ hắn cũng không dám thượng vội vàng liền khách khách khí khí cười nói hứa đại phu mang đến người chúng ta tự nhiên tin được hết thảy từ hứa đại phu an bài đó là hứa chiếu dung gật đầu khi chúng ta bắt đầu đi hảo sạch sẽ lâm thời phòng giải phẫu trừ bỏ một trương hẹp giường cùng một cái bàn nhỏ, dựa tường một trương sập lại vô vật gì khác. Tiếng phòng giải phẫu trừ bỏ hứa chiếu dung cùng lục yểu, chỉ có cố lân, cùng với lục gia huynh muội tìm tới hỗ trợ trợ thủ lão binh lão vu. Lão vu tuy rằng cũng là từ quân doanh trung tìm tới người, nhưng bình thường binh lính hiển nhiên không có gì cơ hội gặp qua chủ tướng, cố lân càng không thể sẽ nhận thức hắn. Đại gia dựa theo hứa chiếu dung yêu cầu, bên ngoài mặc vào sạch sẽ màu trắng vải bông xiêm y, mang lên mũ, thay đổi sạch sẽ dày, mang lên khẩu trang, bao tay trắng, lúc này mới đi vào. Quan xem này trận thế khiến cho nhân tâm trung trùng mình, lục tịch mắt trong mong bên ngoài chờ, khẩn trương đến niết khăn. Hứa chiếu dung đem giải phẫu công cụ từng cái lấy ra tới, điểm thượng ngọn nến, thông thả ung dung từng cái ở ngọn lửa qua lại hoạt động thiêu nướng tiêu độc. Lão vu xem mới lạ, nhịn không được tò mò đặt câu hỏi, mới vừa di. Một tiếng bị cố lân lạnh lùng liếc liếc mắt một cái, sợ tới mức thiếu chút nữa sạch đến, không dám lên tiếng ma phí tán thực mau nấu hảo tặng tới. Hứa chiếu dung tiếp nhận, đưa cho lục yểu, lục công tử mau uống lên, chờ ngươi tỉnh lại, chân của ngươi liền không có việc gì. Lục yểu cười tiếp nhận, đa tạ hứa cô nương các ngôn. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Thừa dịp lúc này lục yểu còn không có hoàn toàn mê say qua đi, hứa chiếu dung đem các dạng giải phẫu khí cụ nhất nhất cùng lão vu nói rõ, làm hắn đợi chút nhớ rõ dựa theo chính mình phân phó lấy đệ đồ vật. Đơn giản như vậy việc, hơn nữa bảo đảm sau khi ra ngoài giữ kín như bưng không đối nhân ngôn, là có thể kiếm 10 lượng bạc, lão phu đương nhiên nói gì nghe nấy. Hứa đại phu yên tâm. Hứa chiếu dung xem xét lục yểu hơi thở, lấy mạch lúc sau, không chút do dự dùng sắc bén dao phẫu thuật hoa khai hắn da thịt. Sự thật chứng minh, chẳng sợ thượng quá chiến trường, gặp qua huyết, thậm chí giết qua người, đương nhìn thấy này hồng bạch khối khối da thịt, nhìn đến này huyết phần phật gân cốt, cho người ta tạo thành thị giác lực đánh vào vẫn như cũ là phi thường kích thích cường hãng không phải mỗi người đều có thể tiếp thu. Đây cũng là vì sao hứa chiếu dung kiên trì làm lục gia huynh muội nhất định phải tìm tới quá chiến trường gặp qua huyết lão binh, mà không phải bọn họ bên người tâm phúc nha hoàng hoặc là gã sai vặt. Chính là đương nàng liền nói ba lần tả khởi đệ nhị đem cái nhiếp, băng gạt. Lão vu lại sớm đã xoay người sang chỗ khác trung rẩy không thôi không hề phản ứng thời điểm, hứa chiếu dung liền thầm than chính mình tính sai. Nàng đột nhiên ngộ, nàng không nên tìm lão binh, hẳn là tìm đồ tể. Cố lân thấy kia một đống đỏ đỏ trắng trắng da thịt cũng có chút ghê tởm không khỏe, nhìn ánh mắt đầu tiên thời điểm sợ tới mức nhanh chóng đừng khai ánh mắt. Định định thần bay nhanh dương mắt, nhìn đến chính là tuổi trẻ thiếu nữ quạng cua ẻ mặt mày cùng chắc chắn biểu tình, hắn âm thầm hít vào một hơi, một phen đẩy ra lão vu, bình tĩnh thế thân hắn vị trí, đem cái nhíp cùng băng gạt đưa cho nàng. Chương 95A dung nàng là như thế nào làm được hứa chiếu dung nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu ý bảo. Thu hồi ánh mắt, thủ hạ động tác không đình lục yểu xương cốt quai ước chừng nửa cm, khớp xương tiếp lời bên xảo dịu khảm vào nửa viên hột táo lớn nhỏ dị vật, thứ này bị tân sinh lớn lên cơ bắp bao vây lấy, phàm là hắn đi lại, liền sẽ áp chế mạch máu, gây trở ngại khớp xương, như thế nào không đau đớn. Ở vị kia lưu đại phu châm cứu cùng dược vật kích thích hạ, loại này đau đớn bị tạm thời áp chế đến càng lợi hại, đãi châm cứu cùng dược vật hiệu quả đi qua, bắn ngược đến cũng sẽ càng lợi hại. Lục yểu này chân lại bị hắn lăn lộn vài lần, liền hoàn toàn phế đi hứa chiếu dung đem hắn sai vị xương cốt đánh gãy một lần nữa tiếp hảo sắc bén dao phẫu thuật không chút do dự cắt rớt kia lẻn vào dị vật một tầng tầng khâu lại một bên cố lân sớm đã mở to hai mắt trợn mắt há hốc mồm này đây là a dung trong miệng nói rất nhiều thứ cái gì giải phẫu này thuật thật sự thần kỳ hắn tuy rằng không có gặp qua quân y nhóm xử trí như thế nào miệng vết thương nhưng chính mình cùng với bên người người cũng không phải không có chịu quá thương trước nay chưa thấy qua như vậy chưa từng có túi da dưới lại là như thế. Nàng một đôi tay linh hoạt mau lẹ đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, phản phất đồng dạng sự tình đã đã làm trăm ngàn biến thuần thục, phản phất nhắm hai mắt cũng biết bước tiếp theo nên như thế nào. Đáng sợ da thịt gân cốt bởi vì nàng thành thạo nhanh chóng động tác cũng trở nên không như vậy đáng sợ, chúng nó như vậy thuận theo phục tùng, một tầng tầng bị nàng cắt ra, lại một tầng tầng bị nàng khâu lại. Cuối cùng cũng chỉ là trên da lưu lại một đạo tinh miệng phùng. Nếu có thể cứu giúp trở về một chân, đổi một cái có thể khỏe mạnh hành tẩu thân thể, trên đùi lưu lại như vậy một đạo kẻ hèn vết sẹo lại tính cái gì. Cố lân dám khẳng định, mặc dù là thái y viện ngoại thương thánh thủ, cũng không có bậc này bản lĩnh. A Dung nàng đến tột cùng như thế nào làm được? Cố lân dám khẳng định, nếu là A Dung này một bộ giải phẫu biện pháp dùng ở trong quân doanh, một khi chiến sự khởi, không biết có thể cứu trở về bao nhiêu nhân tính mệnh. Cuối cùng một tầng gia phùng hảo, đánh hạ cuối cùng một cái giải phẫu kết, hứa chiếu dung nhẹ nhàng thở ra, hôm nay may mắn có cố đại ca ở chúng ta đi ra ngoài đi lão vu đi thôi a à. nga nga đã sớm xa xa né tránh lão vu có chút ngượng ngùng nhưng mà nghe được rốt cuộc có thể đi ra ngoài trong lòng nhưng lỏng lão đại một hơi tuy rằng hắn đã sớm thiên mở đầu dịch mở mắt không dám nhìn nhưng là đau cắt va chạm nghiến răng giường như thanh âm kia một trận một trận truyền vào xoan mũi mùi máu tươi như cũ làm hắn cực không thích ứng hơn nửa này trống rỗng Huyết động dường như nhà ở an tĩnh đến tiếng tim đập đều có vẻ kịch liệt, càng làm cho người cảm giác trong lòng mau mau. Chẳng sợ gặp qua huyết hắn cũng vô pháp bình tĩnh tiếp thu. Ba người đi ra ngoài, lục tịch chủ tới cùng lục yểu tâm phúc lục thông, lục quản vội xông tới. Hứa tỷ tỷ, ta ca hắn, hắn không có việc gì đi. Hắn chân có phải hay không bảo vệ? Hứa chiếu dung tháo xuống khẩu trang, hướng nàng nhãn miệng cười, đã không có việc gì, sai vị xương cốt một lần nữa tiếp hảo, hắn chân còn có như vậy cái đồ vật, ta cũng cấp lấy ra. Hứa. Chiếu dung vạch trần trong tay tiểu trên khay lụa trắng bố, lộ ra một cái thịt muôn mút huyết nhục mơ hồ đồ vật, dọa bọn họ nhảy dựng. Này, đây là cái gì? Đến cầm đao tử hoa khai mới biết được, là lúc trước xử lý miệng vết thương thời điểm khảm ở da thịt không rửa sạch trước đồ vật, có lẽ là hòn đá nhỏ linh tinh đi. Thứ này vừa vặn đè nặng mạch máu, tạp khớp xương. Lục tịch cắn răng hận cực, lớn như vậy cái đồ vật, ta không tin xử lý miệng vết thương thời điểm Lưu Đại Phu sẽ nhìn không thấy. Không phải ngoài ý muốn đó chính là cố ý, mệt bọn họ hai anh em đều đối kia Lưu Đại Phu tin phục tôn kính không thôi, không nghĩ tới hắn lại rất tâm hại người. Hứa chiếu dung đối hào môn bên trong ân oán không tỏ ý kiến, hòa nhã nói, lục công tử trong chốc lát tỉnh lại trước không cần ăn cơm, một canh giờ lúc sau nhưng tiếng chút thanh đạm thức ăn lỏng. Hắn chân này hai ngày sẽ nhiễm trùng, người hơn phân nửa cũng sẽ phát sốt cao, đây đều là bình thường phản ứng, dựa theo phía trước ta khai phương thuốc sách thuốc dùng đó là trên đùi thương chỗ cũng đừng quên thượng dược quá nhị ba ngày liền có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp ba ngày sau ta lại đến nhìn xem đúng rồi khiến cho hắn tại đây tỉnh dưỡng đi tạm thời không cần hoạt động lục tịch nhất nhất đáp ứng dù sao cha nhận định đại ca đã phế đi ở mẹ kế bên gối phong hạ càng là đầy ngập tâm tư đều ở đệ đệ trên người căn bản mặc kệ đại ca tìm cái lấy cớ tại đây trụ hạ bọn họ căn bản sẽ không để ý. Không có gì sự ta cùng cố đại ca liền đi trước. Đến đổi lão vu, hứa chiếu dung không nói nhiều. Lục gia cùng hắn đều có hiệp nghị. Vất vả hứa tỷ tỷ lạp. Chờ thêm mấy ngày ta lại hảo hảo cảm ơn tỷ tỷ. Một chút tâm ý, còn thỉnh hứa tỷ tỷ vui lòng nhận cho. Lục tịch cầm sớm đã chuẩn bị tốt bao lì xì, hai tay dâng lên. Hứa chiếu dung cũng không làm ra vẻ khách khí. Cảm ơn lục mùi mùi cơm trưa đã bị hảo hứa tỷ tỷ cùng cố công tử trước dùng cơm trưa lại đi như thế nào lúc này đã buổi chiều hai điểm nhiều mới vừa tập trung tinh thần lộng xong một hồi điều kiện đơn sơ tiểu phẫu thuật nàng này vừa nói hứa chiếu dung thật là có chút bụng đói kêu vang cố lân lại nói không cần phiền toái lục tiểu thư chiếu cố lệnh huynh đi thôi chúng ta đi ra ngoài dùng cũng giống nhau hứa chiếu dung nghe vậy liền cũng cười nói đúng là đâu chúng ta đi ra ngoài chính mình dùng đi Người nơi này chỉ sợ cũng không được giờ rỗi lục tịch trong lòng rốt cuộc vẫn là càng nhớ huynh trưởng, cũng liền không hề kiên trì. Ta đưa hứa tỷ tỷ, cố công tử đi ra ngoài, đãi quá mấy ngày nhất định hảo hảo chiêu đãi hứa tỷ tỷ. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Ngài chậm một chút. Ngài chờ một lát nô tỳ đi bẩm báo đại tiểu thư làm càng. Đi đến nửa đường, cùng lục gia nhị tiểu thư lục nguyên không hẹn mà gặp. Hứa chiếu dung chờ muốn lãng tránh đã không còn kịp rồi. Lục Nguyên thấy bọn họ đẩy ra ngăn trở chính mình tỳ nữ tùy tiện tiến lên, đánh giá hứa chiếu dung cố lân liếc mắt một cái nhìn về phía lục tịch tỷ tỷ bọn họ là ai nha mạng đông chết sống ngăn đón không được ta tiến vào tỷ tỷ đang làm cái gì đại ca đâu hứa chiếu dung có chút thầm giật mình tiếp được lục yểu giải phẫu lúc sau về lục gia chuyện này nàng nhiều ít hỏi thăm một chút vị này lục gia nhị tiểu thư là hiện giờ lục phu nhân cùng đằng trước trượng phu nữ nhi tuổi chỉ so lục tịch nhỏ nửa tuổi Lẽ ra không có huyết thống quan hệ hai người dung mạo thượng cũng không liên quan mới là, nhưng Lục Nguyên cùng Lục Tịch lại lớn lên thập phần tương tự, hai người đứng ở một chỗ, nói một tiếng là thân tỷ muội đều sẽ không có người hoài nghi. Tuy nói thiên hạ to lớn, dung mạo tương tự hai người cũng không hiếm lạ, chính là cố tình như vậy xảo, vậy không thể không nói có vài phần hiếm lạ. Hứa Chiếu Dung cũng là gặp qua đại việc đời, cũng không có gì không dám suy đoán, trong lòng liếu lưỡi, này Lục gia so nàng tưởng còn muốn càng loạn một ít a à, lục tịch hiển nhiên cũng đã sớm lòng nghi ngờ cái này tiện nghi muội muội chân chính thân thế không có gì sắc mặt tốt nhàn nhạt nói đây là ta cùng ca ca bằng hữu chúng ta hẹn bằng hữu tiểu tụ có cái gì vấn đề sao đại ca chân không có phương tiện ngươi lại không phải không biết ta chính đưa bọn họ đi ra ngoài ngươi có chuyện gì trong chốc lát lại nói chương 96 lục nhị tiểu thư từ khi lục yểu biển cự lưu đại phu thi châm lục phu nhân có tật giật mình liền vẫn luôn gọi người âm thầm nhìn chằm chằm lục tịch lục yểu hai anh em, lục nguyên hôm nay hiển nhiên chính là cố ý xông tới tìm hiểu. Tỷ muội chi gian, lục tịch cho dù lại không thích nàng, lại có thể như thế nào? Nàng dám đối với cái này mặt ngoài tiện nghi muội muội quá mức, nàng cái kia bất công cha cũng sẽ không khách khí. Lục nguyên cười khẽ, bằng hữu A. À. Tỷ tỷ bằng hữu ta đều gặp qua, này nhị vị nhưng thật ra là mặt thực, không biết là nhà ai công tử tiểu thư. Tỷ tỷ không cho ta giới thiệu giới thiệu sao? Lục Nguyên Như thế nào? chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao? Tỷ tỷ đây là sinh khí lạp. Cố lân chỗ nào chịu được loại này? Nắm hứa chiếu dung tay, chúng ta đi thôi. Lục tiểu thư không cần tặng. Hứa chiếu dung hướng lục tịch gật gật đầu, tùy cố lân rời đi. Các ngươi lục nguyên sợ ngây người. Mấy năm nay tới lục tịch bằng hữu hoặc là bị nàng mượn sức lại đây, hoặc là đối nàng khách khách khí khí chẳng sợ trong lòng lại không thích nàng cũng căn bản không dám trở mặt. Này hai người mặt rõ ràng chính là phố phường bá tánh, liền cái nha hoàng gã sai vặt đều dùng không dậy nổi, tự nhiên dám cho nàng phô trương. Nơi nào tới nghèo kiết hủ lậu, liền ta lục gia tam đẳng hạ nhân cũng không bằng, trách không được như thế không biết lễ nghĩa, thô bỉ bất kham. Tỷ tỷ, ngươi cũng quá không tự trọng, cái dạng gì người cũng dám kết giao. Lục Nguyên, câm mồm. Cố lân dừng lại bước chân liền tưởng xoay người cấp này không biết trời cao đất dày một cái giáo huấn. Hứa chiếu dung trở tay vội vàng kéo hắn cười nói, tính, cùng loại này không biết cái gọi là tiểu nha đầu xính miệng lưỡi làm gì chúng ta đi thôi thật muốn giáo huấn nàng cũng không cần tại đây nhất thời lục yểu đúng là thuộc sau tỉnh dưỡng thời điểm mấu chốt một khi nổi lên không thể điều hòa xung đột vị này vừa thấy chính là cái sẽ tìm ra trưởng chủ lục yểu cũng đừng tưởng sống yên ổn lúc này hắn có thể di động không được cố lân cũng cười đồng dạng tuổi có người đã cứu tử phù thương có người chỉ biết chanh chua hứa chiếu dung xì một chút Cố đại ca đây là ở khen ta lạp. Cố lân, không có A, à, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bằng A dung bản lĩnh của ngươi, vật ngoài thân dễ như trở bàn tay, lại dễ dàng bất quá. Nghèo kiết hủ lậu. A, à, hắn cố lân vẫn là đầu một hồi bị người mắng nghèo kiết hủ lậu. A dung cũng không nghèo, nàng bản lĩnh, ngàn vàng không đổi. Hứa chiếu dung tâm tình nhẹ nhàng vài phần, tươi cười sung sướng, cố đại ca lời này dễ nghe. Hôm nay cũng ít nhiều cố đại ca hỗ trợ bằng không nhưng không có như vậy thuận lợi. Ta lý nên hồi báo, trước thiếu cố đại ca, nếu có yêu cầu cứ nói đừng ngại. Cố lân ha ha cười, thành A. Lục gia biệt viện, lục nguyên nhìn đến lục tịch sắc mặt thập phần khó coi, trong lòng lại là đắc ý lại là buồn bực, nàng không phải không cố ý âm dương quá lục tịch bằng hữu, lục tịch sinh khí về sinh khí, cũng không gặp khí thành như vậy. Khi hai cái nghèo kiếp hủ lậu chẳng lẽ vẫn là cái gì đại địa vị không thành. Nghĩ lại tưởng, nàng quyết đoán phủ nhận chính mình này buồn cười ý tưởng. Chính là hai nghèo kiếp hủ lậu sao? Nữ liền một cây giống dạng thoa hoàng đều không có, ăn mặc trong nhà thô sử nha hoàng mới có thể xuyên vải bông sim y, lớn lên nhưng thật ra có vài phần tư sắc, nhưng chung quy cũng là thượng không được mặt bàn người. Khi nam tử đảo sinh hảo anh Tuấn, vóc người cũng cao gầy cân xứng, nếu là xuất thân ở phú quý nhân gia, thay một thân cẩm y hoa phục, ngọc quan vấn tóc, không biết như thế nào phong lưu phóng khoáng đâu. Đáng tiếc thân là đê tiện người, Tính tình nhưng thật ra không nhỏ, quả thực ngu xuẩn lại có thể cười. Lục Tịch ánh mắt thật là càng ngày càng kém kính nha. Nhìn xem này đều giao chính là cái gì bằng hữu. Nga cũng khó trách, hiện giờ nàng nơi nào còn có thể giao cho cái gì môn đăng hộ đối bằng hữu đâu. Không vài người sẽ như vậy xuẩn, không cùng chính mình giao hảo ngược lại đi thân cận nàng. Tỷ tỷ thật là keo kiệt, giao tân bằng hữu cũng không giới thiệu cho ta nhận thức nhận thức. Lục Tịch nhẫn nàng. Không thể quấy rầy đến ca ca cũng không thể làm lục nguyên đi quấy rầy hứa tỷ tỷ muội muội còn có chuyện gì sao không có gì nha ta chỉ là đi ngang qua thuận tiện tiến vào nghỉ chân một chút không nghĩ tới ca ca cùng tỷ tỷ ở chỗ này chiêu đãi bằng hữu nếu tới ta lại đi cùng ca ca chào hỏi một cái đi ca ca có chút buồn ngủ ở ngủ trưa nghỉ ngơi lục nguyên một viết miệng khi thật đúng là không khéo nga nàng đảo không cảm thấy lục tịch sẽ nói dối lừa nàng loại sự tình này cũng không có gì hảo lừa không phát hiện cái gì không đúng, Lục Nguyên cũng không kiên nhẫn lại phản ứng Lục Tịch, trào phúng vài câu liền đi rồi. Lục Tịch thở vào một hơi, hai chân có chút hơi hơi phát run. May mắn Lục Tịch tới chậm chút. Cố Lân cùng Hứa Chiếu Dung ở cùng nhớ tửu lầu dùng cơm trưa, thời điểm đã là không còn sớm, liền ngồi xe hồi thôn. Nhớ thương đệ đệ muội muội, rời đi thời điểm cố ý mua một đạo bún thịt mang về cấp hai cái tiểu nhân đỡ thèm. Cố Lân thấy, học theo, kêu Giang Vĩnh ở tửu lầu đối diện điểm tâm cửa hàng mua vài dạng, A Thanh, A Tranh bọn họ nói vậy sẽ thích, mang về cho bọn hắn nếm thử. Ngô, hôm nào thỉnh các ngươi ăn cơm. Hảo. Giang Vĩnh cười tủm tỉm, trong lòng vui mừng vô cùng, nhà hắn công tử cư nhiên biết chủ động cho người ta mua điểm tâm, không dễ dàng, thật không dễ dàng nha. Xem ra nhà hắn công tử đối hứa cô nương quả nhiên để bụng cực kỳ đâu. Đưa nàng tới rồi cửa thôn, xúc động trước sự, cố lân quan tâm nói, đúng rồi, cái kia lén lúc bọn chuột nhắc, nhưng có đi tìm các ngươi phiền toái hứa chiếu dung sửng sốt một chút mới biết được hắn nói chính là ai hắn phiền toái đã giải quyết cố lân nhướng mày hắn thật sự còn đi đi tìm các ngươi là nha hứa chiếu dung không sao cả cười cười chúng ta tỷ đệ hai cũng không phải dễ khi dễ như vậy trong thôn cũng không phải không nói lý địa phương cũng may mắn cố đại ca nhắc nhở chúng ta có đề phòng trước tiên làm chuẩn bị kết quả cũng coi như là tẩn như người ý cụ thể chi tiết nàng thật sự không quá tưởng nói cũng không tốt lắm nói đặc biệt đề cập thanh danh những cái đó ô tao chuyện này. Nhưng có có hại. Này thật không có. Cố lân liền cũng không có tế hỏi, gật đầu cười, vậy là tốt rồi. Hứa chiếu dung cũng cười, xuống xe ngựa, hướng bọn họ phất tay từ biệt. Quay người lại, liền thấy kiều tam thẩm cổng cái sọc đứng ở cách đó không xa, hướng nàng cười. Hứa chiếu dung hơi hơi cứng đờ, tức khắc da đầu tê dại. May mắn vừa rồi không cho cố đại ca xuống xe ngựa, bằng không càng phiền toái. Tiểu hứa nha. Kiều tam thẩm sọc tràn đầy đều là cỏ heo cũng không chê mệt, ba bước hai bước chạy vội tới hứa chiếu dung bên cạnh, lôi kéo nàng tay áo hướng xe ngựa rời đi phương hướng biểu môi, làm mặt quỷ, là trong thành nhà có tiền thỉnh ngươi đi xem bệnh lạc. Tấp thiếm nói nói, ngươi đi nhà ai nha? Xem chính là bệnh gì? Ngươi có thể xem trọng sao? Hãy nhìn ta lời này, khẳng định xem trọng lạc. Bằng không nhân gia cũng sẽ không tống cổ xe ngựa đưa ngươi trở về nha. Nói nhanh lên, nói nhanh lên, là nhà ai nha? Hứa chiếu dung. Kiều Tam thẩm thế nhưng là như vậy tưởng. May mắn. Lời nói thật là không có khả năng nói, theo nàng tiếp tục đi xuống biên thật cũng không phải không được. Thím, này ta cũng không dám nói bậy nha. Nhà có tiền quy cũ cũng lớn đâu, nhân gia yêu cầu bảo mật, không thể nói, không thể nói. Chương 97 Mỹ Lệ hiểu lầm trơ mắt nhìn trước mặt bác quái muốn trốn đi, Kiều Tam thẩm thất vọng cực kỳ. Bất quá sự tình quan trong thành kẻ có tiền, nàng cũng không hảo miễn cưỡng hứa chiếu dung thở ngắn than dài tiết hận không thôi ai này trong thành kẻ có tiền a à, quy cũ cũng quá nhiều hứa chiếu dung ném cười gật đầu tán đồng cũng không phải là đâu nếu không ngươi lặng lẽ nói cho thím bái thím bảo đảm khẳng định không nói đi ra ngoài kiều tam thẩm thật sự luyến tiết từ bỏ đến bên miệng bác quái đối nàng như vậy một cái mỗi ngày đuổi theo bác quái chạy phụ nhân tới nói loại này tới rồi bên miệng rồi lại ăn không được cảm giác quả thực quá khó tiếp thu rồi hứa chiếu dung trong lòng buồn cười tâm nói nếu là thật sự nói cho nàng bất truyền biến toàn thôn kia mới là lạ đâu thím này thật không được a à, ngài nhưng đừng làm khó dễ ta hứa chiếu dung có chút bất đắc dĩ cười cười vội hủy đi một bao điểm tâm cầm ba bốn khối hoa quế bánh đậu xanh cấp kiều tam thẩm đây là ân đây là nhà có tiền làm ta mang về nhà cấp a tranh a thanh bọn họ nếm thử thím mang về cấp hài tử nếm cái hương vị đi kiều tam thẩm tức khắc tươi cười càng sâu vội vàng tiếp qua đi, thật cẩn thận đoan trang, tấm tắc khen ngợi, này nhà có tiền thật là nhà có tiền, nhìn một cái điểm tâm này làm thật đẹp nha. Hảo hảo hảo, chính là lấy tiểu hứa phúc của ngươi lạp. Thiếm khách khí. Cũng không biết A tranh bọn họ ở nhà thế nào, ta đi trước A. Ai hảo hảo. Hứa chiếu dung cùng kiều tam thẩm từ biệt, bước nhanh chạy nhanh đi rồi. Kiều tam thẩm cầm kia mấy khối điểm tâm về nhà, cấp cháu trai cháu gái phân ăn, chính mình cũng nếm cái hương vị, khen không dứt miệng. Nhìn không được lại cười hì hì hướng cao bà tử thêm mắm thêm muối miêu tả một phen, phản phất hứa chiếu dung ở trong thành nhà có tiền trong nhà được đến kiểu gì lễ ngộ chiêu đãi nàng tận mắt nhìn thấy dường như. Cao bà tử tức giận đến ngực đau. Thiên tiểu tôn tử chấn ca nhi không hiểu khác, nghe thấy đã hiểu điểm tâm ăn ngon, thèm đến đến không được, cũng la hét ầm ĩ ầm ĩ muốn ăn điểm tâm. Kiều tam thẩm cười hì hì đậu tiểu hài nhi, điểm tâm ngươi nhưng ăn không được nga, ngươi bà nội đem ngươi tiểu thẩm đuổi đi, ngươi không có điểm tâm lạp, chấn ca nhi vừa nghe nói không có điểm tâm, kia không chịu làm, qua. Khóc lên đấm đánh lôi kéo cao bà tử xảo nháo liền phải ăn. Cao bà tử oán hận trừng kiều tam thẩm, tức muốn học máu đem tôn tử lôi kéo vào nhà đi giáo huấn. Điểm tâm điểm tâm ăn cái rắm điểm tâm. Kiều gia kia bà nương đầy mình ý nghĩ xấu nói hưu nói vượng, mau đừng náo loạn. Ngày đó buổi tối chuyện này vừa mới qua đi đâu, nàng chỗ nào dám lên hứa gia đi chỉ sợ chân trước mới vừa đi sau lưng không biết bao nhiêu người đi theo đi xem náo nhiệt, nàng nhưng không chịu nổi mất mặt như vậy. Còn nữa tưởng tượng đến ngày đó buổi tối hứa chiếu dung đánh người mắng chửi người tình hình nàng liền nhịn không được có chút da đầu tê dại, đôi tay lòng bàn tay lúc này còn ẩn ẩn làm đau đâu, lão đại càng là đến không được, lúc này còn nằm không muốn lên đâu. Toàn gia đều kêu kia nha đầu chết tiệt kia cấp hại thảm, chính xác lòng lan dạ sói, bạch nhãn lan, phí công nuôi dưỡng nàng 2 năm. Chờ ta A Dũng trở về, ta muốn nàng đẹp. Hứa Chiếu Dung này xe ngựa tiếp, xe ngựa đưa vào thành cấp mổ nhà có tiền xem bệnh chuyện này nhanh chóng truyền khắp trong thôn. Các thôn dân nghị luận, hâm mộ rất nhiều, càng tin phục. Trong thành nhà có tiền đều tin tưởng nàng y thuật, có thể thấy được nàng y thuật kia tuyệt đối là thật sự hảo a. À. Từ này lúc sau, Hứa Chiếu Dung ở trong thôn địa vị vô hình trung cất cao một mảng lớn, đại gia đại nương, thím thúc bá nhóm cho dù là đối hai tiểu hài nhi đều thân thiết nhiệt tình rất nhiều. Hảo Trúc Thiên lúc sau Hứa Chiếu Dung mới biết được này đó, có chút không biết nên khóc hay cười nghĩ lại tưởng, cũng thế, truyền đến thái quá một chút cũng không có gì, huống chi cũng không tính thực thái quá. Hôm nay hứa chiếu dung về đến nhà khi, trong viện đã rủ xuống một bóng râm, đã không có ánh mặt trời. Buổi sáng thời điểm hứa chiếu dung dọn những cái đó đổ trọng ra tới, nói là lượng một ngày này liền có thể thu hồi tới, hai tiểu hài tử đang ở đem phơi tịch thượng đổ trọng một phen đem hướng bao tải trang. Tiểu hai anh em làm việc nghi làm nghiêm túc. Trúc trào tre thượng leo lên mướt hương, khổ qua, cây su su, dưa leo, Nga mi đậu, túi tiền đậu chờ hành xanh biết thúy. Lại là nở hoa lại là kết quả hảo không tươi mới náo nhiệt. Hứa chiếu dung đẩy ra rào tre môn, A à tranh, A à thanh. Tỷ. Ngươi đã về rồi. Tỷ tỷ. Hai tiểu hài nhi giống như hai chỉ vui sướng tiểu tước, tươi cười, cười sáng lạng buông phát lại đây. Hứa chiếu dung ha ha cười buông trong tay rổ cùng thùng dụng cụ một tay một cái đem hai người ôm lấy. Có đại nhân gia nhập, việc thực mau làm xong. Không nhiều lắm sẽ đại ngỗng, gà con nhóm vùng vẫy cánh vui sướng về nhà, thái dương dần dần tây hạ, uy gà uy ngỗng, tắm rửa, làm cơm chiều. Nho nhỏ trong viện hoang thanh tiếu ngữ, ấm áp như thường. Buổi tối có bún thịt, lại làm một cái mướp hương canh, xào một cái ớt xanh đậu que liền có thể ăn cơm. Nóng hôi hổi cơm liền mềm mại tiên hương, nhai kính 10 phần bún thịt, phối hợp tươi mới mướp hương cùng đậu que, ớt xanh có không nùng không đạm cay vị giải nị, tỷ đệ muội một bên ăn một bên tán, mùi ngon. Hai tiểu hài nhi miệng ngọt đến không được, một bên khen tỷ tỷ mua bún thịt hảo hảo ăn, một bên lại nói vẫn là tỷ tỷ làm đồ ăn tốt nhất ăn lạc. Tỷ tỷ làm thịt kho tàu so cái này ăn ngon. Thành công đem hứa chiếu dung chọc cười. Tiểu hứa. Tiểu hứa. Nghe thấy tống gia con dâu cả kiều vân nương thanh âm, hứa chiếu dung vội đi ra ngoài, vân nương tẩu tử. Nha, này liền ăn thượng cơm chiều nha. Kiều vân nương hướng trong phòng nhìn liếc mắt một cái, ở trong sân chưa tiến vào, Đem mang đến một mâm bốn cái màng thầu đưa cho Hứa Chiếu Dung cười nói, trong nhà làm hảo chút đỡ thèm, cố ý tặng cho các ngươi nếm thử, mau cầm chén thu hồi tới. Hứa Chiếu Dung sửng sốt, cười chối từ, chính là này mau đừng cùng Tẩu tử khách khí. Tẩu tử còn vội vàng về nhà đi đâu? Đây là hảo mặt phát màng thầu, lại hương lại ngọt, ăn ngon đâu. Phóng tới ngày mai buổi sáng ăn cũng sẽ không hư. A à kia, kia hảo, cảm ơn Vân nương Tẩu tử. Tẩu tử thay ta cảm ơn đại nương ai không khách khí không khách khí hảo 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 hứa chiếu dung vội cầm sạch sẽ chén vừa màn thầu trang hảo lại cầm vài khối điểm tâm tới kiều vân nương bổn không muốn muốn hứa chiếu dung kiên trì phải cho nửa vui đùa nói có tới có lui sao tẩu tử nếu là như vậy khách khí ta cũng không dám thu tẩu tử đồ vật lạp nói kiều vân nương quái ngượng ngùng còn có chút muốn nói lại thôi dường như rốt cuộc cái gì cũng chưa nói cười cảm tạ lại tạ lúc này mới đi cơm chiều nàng làm cũng đủ bạch diện màn thầu tuy rằng rất thơm, hai hài tử lúc trước lại ăn điểm nhi điểm tâm, lúc này cũng ăn không vô, hứa chiếu dung liền thu vào tủ năm ngăn trung, sáng mai hâm nóng, lại đánh cái rau hẹ canh trứng phối hợp vừa lúc. Bán dược liệu kiếm lời hảo chút, tống gia làm mấy đốn ăn ngon tìm đồ ăn ngon cũng bình thường, tống đại nương lại là cái thiện tâm, kêu vân nương tẩu tử cấp nhà mình đưa một phần càng bình thường, hứa chiếu dung đảo không nghĩ nhiều, càng không biết nơi này chuyện này. Lại nói tiếp còn phải ngược dòng đến đoan ngọ. Lý Chính tức phụ hôm nay cùng Tống Đại Nương vừa vặn đều ở bờ sông giặt đồ, bởi vì đều đi theo hứa chiếu dung cùng nhau bán dược liệu, hai người tự nhiên mà vậy cũng càng thân cận vài phần. Chương 98 Diêu Mỹ lòi Lý Chính tức phụ cùng Tống Đại Nương trò chuyện lên, không biết sao cho tới Tết đoan ngọ, nói lên hứa chiếu dung đưa bánh chưng. Bởi vì hứa chiếu dung gia sản ngày một bộ nhiều ra chén đũa, trịnh thị trở về thuận miệng nói Tống Gia cũng cấp tiểu hứa bọn họ tặng bánh chưng. Lý chính tức phụ tự nhiên mà vậy cho rằng hứa chiếu dung cũng cấp tống gia đáp lễ, lúc này cùng tống đại nương liêu lên nói lên kia bao thịt ba chỉ bánh chân mặn nhưng không phải càng có cộng đồng đề tài tiểu hứa đứa nhỏ này a à, làm việc nhi cùng người khác thật đúng là không giống nhau tâm tư linh hoạt đâu ta nhưng chưa từng ăn qua bánh chân mặn không nghĩ tới như vậy ăn ngon nhà các ngươi người cũng đều thích đi a à. ân ân thích thích ha hả tống đại nương lúc ấy liền cười đến có chút miễn cưỡng vội vàng cười phụ họa lý chính tức phụ sẽ nói như vậy không kỳ quái Nhà mình cấp tiểu hứa bọn họ tặng bánh chưng, tiểu hứa không có khả năng chỉ cấp lý chính gia đáp lễ mà không cho nhà mình đáp lễ, cho nên lý chính tức phụ mới có thể hỏi như vậy. Nhưng trên thực tế, Tống đại nương cũng không có gặp qua cái gì bánh chưng mặn a. Ngày đó Hứa Chiếu Dung cũng là suy nghĩ một hồi lâu, mới quyết định không cho Tống gia đưa bánh chưng, nếu là tặng đi, Tống đại nương khẳng định cũng muốn đáp lễ, đến lúc đó Diêu Mỹ tẩu tử không biết lại muốn như thế nào không cao hứng. Hứa Chiếu Dung không nghĩ xem nàng sắc mặt vì thế dứt khoát bớt việc nhi thôi. Lúc ấy nàng còn nghĩ, nếu là Tống gia trước tặng tới, nàng trả lại lễ hảo. Tống gia cũng không có đưa. Hứa Chiếu Dung cũng không đưa một hồi sự. Tết Đoan Ngọ qua đi lúc sau, liền càng sẽ không nghĩ chuyện này. Lúc này Tống đại nương nghe xong lý chính tức phụ nói, suy nghĩ một đường. Càng nghĩ càng không thích hợp, từ bờ sông về đến nhà, liền kêu Tiểu Nhi tức Diêu Mỹ đi hỏi chuyện. Hứa Chiếu Dung tính nết không có khả năng chỉ cấp lý chính gia đáp lễ không cho nhà mình, nếu chính mình chưa thấy được nàng đáp lễ, chỉ có thể là Diêu Mỹ kia hỗn trướng ngoạn ý nhi gạt căn bản liền không đưa. Diêu Mỹ nghe bà bà hỏi cấp hứa gia kia ba cái đoan ngọ đưa bánh chân chuyện này, liền không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội cười nói, nương, này đều qua đi đã bao lâu, ngài hỏi cái này để làm gì nha? Bánh chân ngươi thật sự cấp tiểu hứa bọn họ đưa đi. Đương, đương nhiên đương nhiên, tặng A. Diêu thị, ngươi nhưng đừng nói dối. Nương, Ta như thế nào sẽ rải loại này dối a? À? Hảo, kia ta hỏi tiểu cho đi. Nương. Diêu Mỹ lúc này mới nóng nảy, lại có chút căm giận, này hảo hảo nương nghĩ như thế nào lên hỏi cái này? Có phải hay không ai ở nương trước mặt nói cái gì? Là hứa chiếu dung sao? Nàng cũng quá lòng tham đi. Liền tính không cho nàng đưa kia thì thế nào a? À? Này bánh chân lại không phải nhà nàng. Ngươi cho ta câm mồm. Tống đại nương còn có cái gì không biết, cả giận, Diêu thị ngươi mất mặt không a à ngươi ngươi nghe một chút ngươi này nói đều là chút nói cái gì diêu mỹ vốn dĩ liền bởi vì đại phòng chiếm tìm dược liệu chuyện này mà trong lòng không thoải mái quán thượng hứa chiếu dung nghe thấy lời này càng đến không được ta chỗ nào mất mặt lạp nương đây là khuỷu tay quẹo ra ngoài xem ta không vừa mắt nếu là dĩ vãng diêu mỹ lại khóc lại nháo la lối khóc lóc tống đại nương đau đầu không thôi quở trách vài câu cũng liền thôi thật muốn cùng nàng so đo mười cái mạng đều không đủ bị nàng cấp tức chết nhưng lần này tống đại nương thái độ thập phần cường ngạnh sụ mặt ép hỏi nàng rốt cuộc là bà bà thật muốn vẻ mặt nghiêm khắc khiển trách lên diêu mỹ cũng hoàn toàn không dám cùng nàng đối nghịch nàng nếu là thật sự đem bà bà khí ra cái tốt xấu tới nàng nam nhân mặc dù lại như thế nào thích nàng đau nàng cũng tuyệt đối không tha cho nàng tống gia toàn gia đều sẽ không tha nàng đừng nhìn nàng ngày thường các loại bất mãn các loại oán khí nếu tống gia thật sự muốn nàng hòa ly nàng cũng là trăm triệu không chịu nói giỡn, Ly Tống Gia, nàng thượng chỗ nào lại tìm tốt như vậy cá nhân gia đi. Diêu Mỹ chống đỡ không được, chỉ phải nói. Không chỉ là Tết Đoan Ngọ đưa bánh chưng chuyện này, thậm chí phía trước đưa các loại đồ vật chuyện này, cũng tất cả đều bị Tống Đại Nương ép hỏi ra tới. Sự thật chính là, nàng cái gì cũng chưa đưa đi, tất cả đều mùi hạ. Tống Đại Nương tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ngươi thật đúng là tiền đồ. Diêu Mỹ không phục, đơn giản nói, nhà chúng ta đồ vật, dựa vào cái gì tiện nghi nàng. Ta nhà mình Nhật tử cũng không phải đại phú đại quý, có đồ vật nhà mình ăn dùng không hảo sao? Làm gì phải cho nàng a?" À? Tống đại nương tức giận đến thiếu chút nữa một cái tát ném trên mặt nàng, "Nếu không phải lão nhị một hai phải cưới ngươi, ta là trăm triệu không được ngươi vào cửa." "Thôi thôi, này về sau cùng thân thích bằng hữu lui tới chuyện này, nửa điểm cũng không cho ngươi sờ chạm." "Diêu Mỹ kinh hải, nương." "Câm miệng." Tống đại nương tức giận đến ngực đau, chuyện này thật sự quá mất mặt, nói ra lão nhị ở hắn huynh tẩu trước mặt đều phải không dám ngẩng đầu. Tống đại nương liền cũng không có đối ngoại nói, chỉ trong lén lúc cùng nhà mình lão nhị đề ra vài câu, làm cho hắn biết hắn tức phụ là cái cái dạng gì người, đừng trách nàng về sau đề phòng nàng. Tống bảo lương hổ thẹn không thôi, tự nhiên đều nghe nương. Tống đại nương trong lòng đối hứa chứa dung tỷ đệ muội ấy nấy cực kỳ, một cái mười mấy tuổi cô nương mang theo đệ đệ muội muội, nhiều đáng thương, vốn định giúp một phen, không nghĩ tới diêu thị kia hỗn trướng ngoạn ý làm đều là chuyện gì tiểu hứa còn chịu mang theo nhà mình kiếm tiền thật là thật là tống đại nương cũng không biết nên làm cái gì bây giờ chỉ cảm thấy này tiền kiếm được phỏng tay nếu không phải trong nhà nhật tử thật sự cũng căng thẳng ngóng trong dư giả chút nàng đều ngượng nguồn tránh này phân tiền thật sự đuối lý tống đại nương liền nghĩ muốn bồi thường bồi thường bởi vậy hôm nay cố ý làm bạch diện màn thầu cố ý kêu con dâu cả cấp đưa đi này về sau lại làm cái gì ăn ngon không thể thiếu đều cấp hứa gia đưa một phần đi lại công đạo hai cái nhi tử cùng con dâu cả, ngày thường nhiều chiếu cố chiếu cố bọn họ tỷ đệ muội. Nơi này nguyên nhân, hứa chiếu dung tự nhiên không biết. Bận rộn một ngày, thu thập thỏa đáng, ba người nương ánh trăng ở trong sân thừa lương, chờ một lát ngủ ngon giấc. Nhìn đệ đệ muội muội cười ha hả đùa với hai chỉ đại nga 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 ngỗng mãn viện tử chạy, hứa chiếu dung cũng mừng rỡ cười không ngừng. Nàng phe phẩy đang bằng cỏ cây quạt, ngẩng đầu nhìn sang thiên, đầy trời ánh sao, sáng như kim cương, mỹ đến làm người lóa mắt gió đêm phơ phất, càng lệnh người vui vẻ thoải mái. Chờ 6 tháng cuối năm đi, cái đại viện tử, căn phòng lớn, chẳng những cảm giác an toàn càng cao, viện này cũng lộng lớn hơn nữa một ít, trồng trọt chút mang mùi hương nhi lại đẹp hoa hoa thảo thảo, nguyệt quý nha, tường vi nha, tú cầu nha, hoa nhài nha, bạch lan nha từ từ, mang lên trúc chế ghế nằm, mang lên bàn nhỏ cùng mới mẻ trái cây đồ ăn vặt nước trà, thật tốt. Ngô, hôm nay lục đại tiểu thư cấp bao lì xì chừng 50 lượng, làm mũi đao dược tiền vốn có, xây nhà cái phòng cũng trên cơ bản đủ rồi. Nếu không phải lúc này liền bái phòng xây nhà có vẻ quá mức thấy được, hiện tại là có thể khởi công. Ngày hôm sau, Lý Chính Gia con thứ hai Kiều Bình thẳng đuổi xe bò, tam người nhà lại một khối vào thành đi bán đổ trọng. Hứa chiếu dung này hai ba thiên cũng chưa vào núi, thu hoạch sao không được mặt khác hai nhà, chỉ có cái ước chừng 13-14 cân. Vừa lúc hôm nay nàng tính toán đi một chuyến bạch gia, liền đem A Tranh, A Thanh cũng đều mang theo đi. Tống Bảo Sơn hai vợ chồng, Kiều Bình Lâm hai vợ chồng còn tìm tới rồi không ít Hoàng Bách, Hoàng Bách giá so đổ trọng nhiều gấp đôi, hôm nay vào thành, đại gia hứng thú càng cao. Chương 99 đại kết cục hứa chiếu dung thế bọn họ cao hứng cũng thay chính mình cao hứng, nơi này cũng có nàng một phần đâu. Mọi người đều có chút gấp không chờ nổi chạy nhanh bắt được tiền vội vàng cùng hưng phấn cảm, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, bất tri bất giác liền tới rồi địa phương. Hứa Chiếu Dung trước đem hai chị em đưa đến Bạch gia, giao cho Bạch Tiểu Xuân cùng Kiều Bình Lâm bọn họ một khối đi An gia y quán. Hứa đại phu, ngươi cuối cùng tới. Ngươi này cũng thái thú khi nha, sớm chút tới cũng có thể sao? Nói 10 ngày chính là 10 ngày, nhưng kêu hắn hảo chờ. Hứa Chiếu Dung lần trước thế kia cô nương nhìn phụ khoa bệnh lúc sau, cũng không biết sao một truyền 10, 10 truyền trăm thực mau truyền khai, mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều có người thượng y quán tới hỏi, An trưởng quầy vô pháp liên hệ thượng Hứa Chiếu Dung, nhưng không phải sốt ruột. Vừa vặn An trưởng quầy đại ca ra xa nhà cũng đã trở lại, nghe xong chuyện này liền đem hắn mắng cho một trận, lập tức liền làm chủ, y quán muốn mời hứa chiếu dung đưa ngồi công đường đại phu, chủ yếu xem bệnh phụ khoa. Hứa chiếu dung nghe xong lời này tự nhiên cũng nguyện ý, nhưng nàng trong lòng có chủ ý, tương lai không có khả năng vẫn luôn cho người ta làm công, nàng muốn chính mình mở y quán. An trưởng quầy hoàn toàn không ý kiến, việc này liền nói như vậy định rồi xuống dưới. Lục yểu chân thực mau hảo, như thế càng chứng minh rồi lưu đại phu có vấn đề, lục yểu bất động thanh sắc ra xét lưu đại phu rốt cuộc bắt lấy hắn nhược điểm bắt chẹt hắn cùng nhau đến phụ thân trước mặt đối chất mẹ kế chật vật bất kham bị phụ thân hung hăng răng dậy một đốn. lục lão gia một lần nữa nhìn thẳng vào trưởng tử lục yểu có tâm âm thầm một chút trảo quyền nơi tay mặc dù tương lai lại phát sinh cái gì phụ thân cũng dễ dàng không động đậy chính mình hắn từ trước chính là quá ngốc cho rằng những việc này cũng chưa tất yếu làm rốt cuộc đó là phụ thân a hiện tại không giống nhau này lục gia tương lai nhất định phải là của hắn lục yểu hai anh em thập phần cảm kích hứa chiếu dung dân tặng thập phần phong phú tạ lễ lại tỏ vẻ đối dược liệu sinh ý rất cảm thấy hứng thú hứa chiếu dung nghe vậy đại hỷ từ giữa bắt cầu giật dây cùng lý chính chờ thương lượng triệu tập các thôn dân đại quy mô gieo trồng nổi lên dược liệu lý chính đương nhiên đại hỷ loại sự tình này bọn họ chính mình là trăm triệu làm không tới rốt cuộc không hiểu hành ai ngờ loại dược liệu có cái gì chú trọng muốn như thế nào xử lý không ai hiểu. Nhưng hứa chiếu dung hiểu. Có nàng ở, mấy vấn đề này hết thảy không có nỗi lo về sau. Hứa chiếu dung đem mũi đao dược làm tốt đưa cho cố lân, quân y nhóm dùng lúc sau đều bị rất là kinh hỉ, nhịn không được tìm hiểu, cố lân đắc ý, hắn liền nói hứa cô nương lợi hại đi. Khi một lần hắn phó tướng bị trọng thương mắt thấy tánh mạng khó giữ được, cố lân duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có hứa chiếu dung, nếu còn có người có thể cứu hắn mệnh, cũng cũng chỉ có hứa chiếu dung hứa chiếu dung vị tả phó tướng làm một hồi giải phẫu, rốt cuộc đem người cứu trở về. Trong quân ồ lên đại chấn, đều bị bội phục. Khi lúc sau, hứa chiếu dung cùng cố lân xuất nhập quân doanh liền trở nên thường xuyên lên. Hứa chiếu dung thế mới biết, cố lân bọn họ trương quân tại đây không phải thường quy trương quân, là vì có phản tâm ô mông tam bộ mà đến. Tả phó tướng bị thương nặng, đó là bởi vì ra ngoài tuần tra thời điểm phát hiện ô mông thám tử bị người ám toán. Ô mông chi phản, gần ngay trước mắt. Hứa Chiếu Dung càng nhiều thời điểm lưu tại quân doanh, cùng quân y nhóm cùng hỗ trợ chuẩn bị các loại thuốc trị thương, thuốc chống viêm phẩm từ từ. Một tháng lúc sau, ô mông tam bộ phản. Cố lân xuất lĩnh đại quân cùng chi đối kháng, hai bên giao chiến hừng hực khí thế, hứa Chiếu Dung đem đệ đệ muội muội phó thác cấp lý chính gia, đi theo mà đi. Hơn nửa năm sau, toàn tim ô mông. Hứa Chiếu Dung cứu người vô số, lập hạ công lớn, trong quân trên dưới đều bị bội phục. Đại chiến sau khi kết thúc, luận công hành thưởng, không thể thiếu nàng kia một phần. Cao Dũng cũng đã trở lại, như cũ là cái tiểu đội trưởng, lập công loại sự tình này không có đến phiên hắn. Hứa đại phu tên hắn ở trong quân như sấm bên tai, nhưng trăm triệu không dự đoán được là chính mình vị hôn thê. Trở lại trong thôn lúc sau, thế mới biết. Cao Dũng khí đến thiếu chút nữa học máu. Này tám ngày phú quý A. Như thế nào liền không tới phiên hắn. Không riêng hắn, cao bà tử cũng mau hối hận đến học máu nàng nào biết đâu rằng kia nha đầu chết tiệt kia có này bản lĩnh. Phải biết rằng nói, đánh chết cũng sẽ không giải trừ hôn ước A, à, Cao Dũng không cam lòng, cấp trống trống đi tìm hứa chiếu dung, ý đồ tái tục tiền duyên, luôn mãi tỏ vẻ sẽ đối nàng hảo, tỏ vẻ hôn ước không phải hắn tưởng lui, đều là hắn nương. Hứa chiếu dung sớm đã cùng cố lân tương tri tương hứa, đã quyết định muốn mang theo đệ đệ muội muội tùy cố lân vào kinh. Trưởng công chúa đã biết được bọn họ chuyện này, trong lòng vui mừng thả lo lắng chiến tranh, sớm đã phái người tiến đến chăm sóc, chủ sự dẫn đầu chính là bên người nàng hầu hạ hơn 20 năm tâm phúc Mi Mama. Mi Mama lấy hứa chiếu dung đương đứng đắn chủ tử đãi, trưởng công chúa phủ bọn hạ nhân cũng không không tôn kính nàng, hứa chiếu dung lòng nghi ngờ đi sớm, nàng nguyện ý tùy cố lân vào kinh. Hợp nhau liền gã, nếu là không được sao, bằng nàng công lao cùng y thuật, ở kinh thành chưa chắc hổn không khai. Tới cũng tới rồi, thiên tử dưới chân tổng mau chân đến xem có phải hay không. Cao Dũng thẹn quá thành giận, thế nhưng nổi lên tà tâm, ý đồ gạo nấu thành cơm. Cố lân cứu hứa chiếu dung, trong lòng giận dữ, đem cao dũng hạ nhà tù, phán lưu đầy. Không giết hắn không phải bởi vì lòng dạ hẹp hòi, là không nghĩ vì hứa chiếu dung lây dính mạng người nhân quả. Cao gia kêu trời khóc đất, nhưng mà, ở biết được cố lân thân phận, biết được hứa chiếu dung cùng cố lân quan hệ lúc sau, sợ tới mức hồn phi phách tán, nửa tiếng cũng không dám chi. Hết thảy xử lý thỏa đáng, hứa chiếu dung mang theo đệ đệ muội muội, chung tùy cố lân bước lên bắt đi xe ngựa, Lý Chính, Tống Gia Người, Lục Gia Huynh muội An Trưởng Quầy, cùng với lưu tại này quân doanh mọi người lưu luyến không rời đưa tiễn. Trong lòng mọi người lại đều minh bạch, nho nhỏ tư dương huyện, trước nay đều vây không được hứa đại phu, bằng hứa đại phu y thuật, nàng sớm hay muộn sẽ có một phen lớn hơn nữa làm. Toàn văn xong, này bổn thành tích không tốt lắm, đành phải trước kết thúc, moa moa, tiếp theo bổn thấy.